Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 56. Quỷ vô môn nội tâm thập phần không bình tĩnh được, Tiêu Phàm rõ ràng bị ngã vào biển dung nham, làm sao có thể còn sống. Nhưng người hiện tại đang cùng Tư Không Tàng kiếm giao phong kia, bọn hắn cũng dám khẳng định là Tiêu Phàm, chẳng lẽ trong biển dung nham cũng có thể tiến vào Tu La Điện. Tiêu Phàm, lông mày Tư Không Vũ nhíu lại, hắn cũng nhận ra Tiêu Phàm. Mặc dù chưa thấy qua chân thân Tiêu Phàm nhưng biết rõ khuôn mặt hắn, dù sao, muốn dùng hồn lực miêu tả dung mạo một người là rất dễ dàng. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tư Không Vũ cũng cảm nhận được chút bất an. Ngay sau đó, hai người ai cũng không hề động, bọn hắn có thể nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tư Không Tàng kiếm đang đối thoại, hư không cổ kính mặc dù có thể biểu hiện hình ảnh nhưng không cách nào nghe được thanh âm. Sau một lát, Tiêu Phàm cùng Tư Không Tàng kiếm đánh lên. Ngay từ đầu nhìn thấy Tiêu Phàm ở vào thế hạ phong. Nhưng mà không lâu sau đó, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghịch chuyển 180 độ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một cước đem Tư Không Tàng kiếm quất bay, sau đó một cước giẫm trên lồng ngực Tư Không Tàng kiếm. Trong miệng Tư Không Tàng kiếm máu tươi cuồng phún, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch. Tiêu Phàm, Tư Không Tàng kiếm sát cơ nở rộ, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hình ảnh kia, người nếu dám giết con ta. Ta nhất định diệt cả nhà ngươi. Tư Không Vũ, Diêm La Phủ ta mặc dù ăn thua thiệt, bất quá có vẻ như con trai của ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Tử thần phán quan lạnh lùng cười một tiếng, trong giọng nói tràn ngập ý trào phúng. Các ngươi đều đáng chết, Tư Không Vũ con ngươi băng lãnh, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra, hắn thu hồi hư không cổ kính, đột nhiên cung kính hướng về chân trời một xá cung thỉnh điện chủ đại nhân. Không đúng, nói cho đúng là hướng về hư không cổ kính một xá. Nghe thấy Tư Không Vũ nói, bọn quỷ vô môn hít một hơi lạnh, người có thể làm cho Tư Không Vũ cung kính như thế, hơn nữa hắn còn xưng là điện chủ đại nhân, trừ người kia còn có thể là ai. Ong ong hư không cổ kính đột nhiên tỏa ra dị dạng quang hoa, từng đạo gợn sóng nhanh chóng khuếch tán, hư không lôi vân răng đầy tựa như vỡ ra một đường vết rách. Nơi đó thất thải quang mang bay lên, sáng chói vô cùng. Đâm vào người căn bản không mở hai mắt ra được, hư không có vô số hồn văn lưu chuyển, quả thực là thập phần kỳ dị. Cái kia càng lúc càng lớn, tựa như xây dựng một đầu hư vô thông đạo, bên trong một cỗ lôi điện chi lực đáng sợ mãnh liệt cuộn trào ra, thời gian chớp mắt, hư không liền bị vô tận lôi điện bao phủ. Hư không giới trận, nhanh hủy nó, quỷ vô môn nhận ra hư vô thông đạo, chính là dùng để truyền tống hư không giới trận. Cảm nhận được cỗ lôi điện chi lực cuồng bá, quỷ vô môn liền biết rõ người đến là ai, trừ điện chủ chiến thần điện trong truyền thuyết trong thiên hạ còn có ai đáng sợ như thế, vẻn vẹn khí tức liền ép bọn hắn không ra hơi. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao đạp không mà lên, bọn hắn cũng biết rõ hư không giới trận sẽ mang đến hậu quả gì, một khi điện chủ chiến thần điện xuất hiện ở nơi này, bọn hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ. Muốn hủy diệt hư không giới trận. Chờ điện chủ đại nhân giáng lâm, các ngươi đều phải chết. Tư Không Vũ mặt coi thường, đây chính là thứ hắn ỷ vào lớn nhất. Nguyên bản hắn còn muốn hảo hảo tra tấn quỷ vô môn bọn hắn, nhưng mà hiện tại con trai của hắn đang bị Tiêu Phàm dẫm dưới chân, tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Hắn rất muốn hiện tại liền xông vào Tu La bí cảnh, nhưng nhiệm vụ điện chủ chiến thần điện không hoàn thành, hắn nào dám tự tiện rời đi. Chỉ có giết những người này, hoàn thành nhiệm vụ điện chủ chiến thần điện, hắn mới có thể tiến nhập bên trong Tu La bí cảnh. Tư Không Vũ cầm hư không cổ kính trong tay đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn quỷ vô môn, chỉ cần hư không cổ kính trong tay, bọn hắn sẽ không làm gì được hư không giới trận. Cũng ở nơi này lúc này, Tiêu Phàm bên trong Tu La bí cảnh thần sắc băng lãnh nhìn Tư Không Tàng kiếm, mặt coi thường nói, đây chính là vốn liếng ngươi tự ngạo sao. Đây chính là vốn liếng ngươi tự ngạo sao? Ngôn ngữ Tiêu Phàm tràn ngập ý châm chọc, Tư Không Tàng kiếm không phải rất trâu sao, bây giờ còn không phải bị lão tử dẫm ở dưới chân. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là Tư Không Tàng kiếm sẽ rất mạnh, nhưng xa xa không có cường đại như Tiêu Phàm tưởng tượng, chỉ ít tại phương diện tốc độ, Tiêu Phàm chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tư Không Tàng kiếm nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, hai mắt đỏ bừng vô cùng, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Chỉ là đom đóm cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Tư Không Tàng kiếm trên mặt đất,
đem lời nói trước đó trả lại cho hắn. Tư Không Tàng kiếm nghiến răng nghiến lợi, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, thương thế vừa nãy đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng bị Tiêu Phàm trà đạp dưới chân chính là sỉ nhục to lớn nhất đối với hắn. Tiêu Phàm, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết rất thảm. Tư Không Tàng kiếm không có mảy may sợ hãi, thần sắc hắn lạnh lùng tới cực điểm. Như thế sao? Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, mặt coi thường nói, ngươi không phải một câu liền có thể để người cửu vực giết ta à, hiện tại ngươi thử xem. Đến lúc này lại còn uy hiếp mình, cho dù ta sẽ chết rất thảm, đáng tiếc ngươi cũng không nhìn thấy được. Giờ phút này Tiêu Phàm sát tâm nổi lên, căn bản không dự định buông tha Tư Không Tàng kiếm, chiến thần điện thì như thế nào, trước làm thịt rồi nói, dù sao tiểu gia cùng chiến thần điện cũng không phải một con đường. Sắc mặt Tư Không Tàng kiếm kìm nén đến đỏ bừng, câu nói này hắn trước đó chỉ là thuận miệng nói mà thôi, bất quá hắn cũng không có nói dối, trước kia đi đến thánh thành khác, ai không dám cung kính hắn. Bởi vì thân phận hắn đặc thù, chính là con trai của tứ trưởng lão chiến thần điện, không có mấy người không cho hắn mặt mũi, chỉ cần hắn nói một câu, rất nhiều người đều sẽ theo sau. Nhưng nơi này căn bản không có người để ý tới hắn. Thậm chí ngay cả Lạc Vũ Lạc bọn hắn đều đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn, căn bản không có ý tứ nhúng tay. Giết ngươi, ta liền đủ. Tư Không Tàng kiếm đột nhiên hét giận dữ một tiếng, thân thể bạo khởi, kiếm khí đáng sợ từ trên người hắn nở rộ mà ra. Chỉ uy sôi trào mãnh liệt, Tiêu Phàm bị cỗ khí thế này đánh bay hơn mấy trượng, khí huyết thể nội sôi trào không thôi. Thời khắc bị đánh bay, hắn hướng về không trung nhìn lại. Tại đỉnh đầu Tư Không Tàng kiếm bỗng xuất hiện hai đạo hư ảnh, trong đó một cái là một đầu cự tượng 20 đến 30 trượng, tiếng gào thét giống như long ngâm. Mà một đạo khác hư ảnh lại là một chuôi long hình cự kiếm, quanh thân kiếm khí đều giống như từng đầu tiểu long gào thét, xoay quanh. Mặc dù đột phá chiến thánh cảnh, huyết mạch có thể cùng huyết dịch hòa làm một thể, nhưng muốn chân chính phát huy ra lực lượng chiến hồn, tốt nhất vẫn là để chiến hồn ly thể. Kể từ đó, lực lượng lĩnh vực mới có thể càng đáng sợ hơn. Long huyết man tượng, long ngâm kiếm lại là cửu phẩm song sinh chiến hồn, Tư Không Tàng kiếm. Quả nhiên tàng một thanh kiếm. Tiêu Phàm cũng bị thiên phú Tư Không Tàng kiếm làm cho chấn kinh. Người bình thường vô luận là nắm giữ long huyết man tượng hay là nắm giữ chiến hồn long ngâm kiếm, thiên phú đều sẽ không kém đi nơi nào, nhưng mà hai chiến hồn vậy mà tụ tập trên cùng một người. Thiên phú người này nhất định sẽ rất khủng bố. Chẳng lẽ người thực lực càng cao, chiến hồn lại càng mạnh sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, có lẽ chiến hồn thực khả năng cùng huyết mạch có quan hệ. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh xuống, liền thần phẩm song sinh chiến hồn hắn đều gặp, cửu phẩm song sinh chiến hồn đây tính toán là cái gì? Sau một khắc, quanh thân Tiêu Phàm phóng kim sắc quang mang, hắn một cước đạp ở hư không, đột nhiên ngừng thân hình. Sau đó như đạn pháo bắn ra. Oanh long long, một tiếng vang siêu cấp rung động bên trong màng nhĩ mọi người, đám người chỉ thấy được một bàn chân khổng lồ từ trên cao rơi xuống, hung hăng hướng về đỉnh đầu Tư Không Tàng kiếm dẫm đi. Một cước này tản ra khí thế đáng sợ, uy lực bá đạo đoán chừng không chỉ có muốn đánh giết Tư Không Tàng kiếm, còn muốn trả đạp ngạo khí của hắn. Tiêu Phàm ý nghĩ rất đơn giản, Tư Không Tàng kiếm ngươi không phải rất tự ngạo sao? Không phải rất tự cho là đúng sao? Tiểu gia một cước giẫm nát, đem ngạo khí cùng tôn nghiêm trong lòng ngươi đều trà đạp dưới chân, nhìn ngươi có tư cách gì tự ngạo? Nhìn ngươi như thế nào tự cho là đúng? Tiêu Phàm hồn lực to lớn từ cửu thiên rơi xuống, không có bất kỳ cuốn hút, vẻn vẹn một cước thập phần phổ thông, nhưng cũng chính là một cước này mới càng thêm thể hiện ra Tiêu Phàm cường đại. Giống, long huyết man tượng chiến hồn đỉnh đầu Tư Không Tàng kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng giống như tiếp nhận không được uy áp to lớn một cước kia, thiếu chút nữa thì muốn bạo tán ra. Thật mạnh, nơi xa, con người chiến Bách Dương bỗng nhiên co rụt lại, hắn là hữu tâm cứu Tư Không Tàng kiếm nhưng hắn thực lực không phải đối thủ Tiêu Phàm, đi lên chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Chiến Vũ Yến tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng thần sắc lạnh lùng, tựa như cũng muốn Tư Không Tàng kiếm chết. Lạc Vũ Lạc cau mày một cái, hắn rất muốn Tư Không Tàng kiếm chết. Nhưng hắn lại lo lắng thực lực Tiêu Phàm cường đại đã vượt qua hắn dự liệu. Lạc Vũ Lạc hiện tại chỉ muốn đi, lưu ở chỗ này đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì,
nhưng hắn lại không dám đi, hắn luôn cảm giác việc này không đơn giản. Vạn nhất bản thân đi, Tư Không Vũ xuất hiện, mà Tư Không Tàng kiếm không chết, đến thời điểm đó hắn có khả năng phải chết. Đột nhiên, thanh âm Tư Không Tàng kiếm gào thét vang tại hư không. Chí tôn lĩnh vực, ta là chí tôn. Tư Không Tàng kiếm cơ hồ điên cuồng, quần áo trên người hắn cổ động, kinh mạch trên trán như côn trùng ngọa nguậy, bành trướng tới cực điểm, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Dưới chân lông, da rẻ hắn chảy ra từng tia vết máu, Tiêu Phàm một cước này quá mức bá đạo, dù là hắn dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ. Chí tôn lĩnh vực, chỉ ngươi dạng này mà là chí tôn. Tiêu Phàm mặt coi thường, hoàn toàn khịt mũi coi thường, hắn toàn thân bao phủ kim sắc hỏa diễm. Giờ phút này cũng kích phát tu la huyết mạch, thi triển tu la thần thể, bằng không mà nói, muốn tùy tiện trà đạp Tư Không Tàng kiếm, vậy cũng là không thể nào làm được. Đương nhiên, cái này còn không phải cực hạn Tiêu Phàm, một khi sử dụng tu la thần lực, Tiêu Phàm tin tưởng thực lực bản thân sẽ lần nữa tăng vọt. Dù là Tư Không Tàng kiếm là thiên tài như thế nào, Tiêu Phàm cũng có thể giết chết hắn. Tiêu Phàm âm thầm thi triển mấy lần lực lượng tỏa hồn châu. Bất quá tỏa hồn châu còn không làm gì được long huyết man tượng cùng long ngâm kiếm chiến hồn, chiến thánh cảnh chiến hồn đã hoàn toàn tan trong huyết mạch, chỉ có thể đủ dung chuyển một cái mà thôi. Loại hiệu quả này hết sức có hạn, bất quá nếu là tại thời điểm mấu chốt dùng một cái, đó là cực kỳ hữu dụng. Tỏa hồn châu chỉ là chuyên môn châm đối chiến hồn phía dưới cửu phẩm mà thôi, công kích có hạn, chủ yếu vẫn là sáng tạo chiến hồn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tỏa hồn châu chỉ là tác dụng phụ trợ, muốn dùng nó giết địch đó là cơ hồ không có khả năng. Oanh, một tiếng nổ vang, chiến hồn long ngâm kiếm trên đỉnh đầu Tư Không Tàng kiếm đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số hồn lực kiếm khí kích xạ bốn phương tám hướng. Khóa, lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, từng đạo huyết sắc lưu quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, giống như một màn ánh sáng bao phủ vô số hồn lực. Thời gian một hai cái hô hấp, hồn lực kiếm khí bỗng nhiên biến mất, tất cả hồng quang đều tràn vào thể nội Tiêu Phàm. Chốc lát, tại đan điền Tiêu Phàm, chung quanh tỏa hồn châu lại có thêm hư ảnh một chuôi bảo kiếm, chính là chiến hồn long ngâm kiếm của Tư Không Tàng kiếm. Đây chính là năng lực chân chính của tỏa hồn châu, mặc dù không thể ứng phó chiến hồn tan trong huyết mạch, nhưng khi chiến hồn vỡ nát, nó liền có thể khóa chặt cùng hấp thu, sau đó gây dựng lại một chiến hồn. Tiêu Phàm một cước tiếp tục rơi xuống, tốc độ không giảm mảy may, Tư Không Tàng kiếm dốc hết toàn lực ngăn cản, thể nội hắn phát ra từng đợt tiếng long ngâm. Nắm giữ long huyết man tượng cùng long ngâm kiếm, thể nội cũng ẩn chứa một tia long chi huyết mạch, bằng không sức mạnh thân thể hắn cũng sẽ không thể bá đạo cùng cường thế như thế. Giết, Tư Không Tàng kiếm dốc hết toàn lực gầm thét, hai mắt vằn vện tia máu, khí thế của hắn còn đang tăng lên, một cỗ lực lượng ngập trời đáng sợ đang gầm thét. Cũng may những người chiến thần điện khác không thấy được, bằng không đều sẽ kinh ngạc không thôi, Tư Không Tàng kiếm thực lực bên trong cùng tuổi một đời chiến thần điện cùng những cổ tộc đó không tính mạnh nhất, nhưng cũng là loại người đỉnh tiêm. Nhưng hiện tại, Tư Không Tàng kiếm lại cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, hơn nữa còn lấy lực lượng làm tự hào. Lạc Vũ Lạc cau mày, hắn có thể tưởng tượng trong lòng Tư Không Tàng kiếm giờ phút này, nội tâm bản thân kiêu ngạo bị người một cước trà đạp vỡ nát. Đây là một loại tra tấn như thế nào? Tu La Điện chủ xác thực rất mạnh, nhưng ta chiến thắng hắn cũng không phải là không có khả năng, đợi ta càng tiến một bước, giết hắn liền dễ như trở bàn tay. Lạc Vũ Lạc thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật hắn trong lòng cũng nói thầm, thực lực Tiêu Phàm vượt ngoài ý muốn, chí ít, hắn không có khả năng dễ dàng chiến thắng Tư Không Tàng kiếm như thế, nói lời này hắn cũng chỉ là an ủi bản thân mà thôi. Oanh! Tiêu Phàm một cước rốt cục rơi xuống, hồn lực phong bạo cổ động đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, tất cả đồ vật trong phạm vi hơn ngàn trượng chung quanh đều san thành bình địa. Khô lâu bị phong bạo hung mãnh chấn vỡ, hóa thành vô tận bột phấn phóng bốn phương tám hướng, chỉ có tòa phần mộ khổng lồ bất vi sở động. Đại địa kịch liệt run rẩy, tựa như động đất cấp mười mấy, vô cùng vô tận năng lượng ba động quay cuồng, đem bốn phía bao phủ hoàn toàn. Nơi đó dĩ nhiên trở thành trung tâm bạo loạn. Hittt Lạc Vũ Lạc ba người chạy trốn khỏi vài dặm có hơn hít một hơi lạnh, Tiêu Phàm một cước tạo thành lực phá hoại quá là đáng sợ. Một cước đáng sợ như thế, Tư Không Tàng kiếm còn có thể sống sao? Ánh mắt mấy người gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa,
dòng dã mười mấy hô hấp sau, sóng gió cuồng bạo mới ổn định lại, ánh mắt bọn Lạc Vũ Lạc trong nháy mắt rơi vào chính giữa phong bạo. Nơi đó một dấu chân to lớn mấy chục trượng lớn khắc trên mặt đất thật sâu, mặt đất lõm 4-5 trượng, dưới hố to dấu chân có hai đạo thân ảnh. Tiêu Phàm một bộ áo bào đen đứng chắp tay, còn người băng lãnh nhìn thân thể đẫm máu trên mặt đất, trừ Tư Không Tàng Kiếm còn có thể là ai đây? Giờ phút này Tư Không Tàng Kiếm vết thương chằng chịt, thể nội xương cốt toàn bộ vỡ vụn, như một bãi thịt nát nằm trên mặt đất, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Hắn con người màu đỏ tươi hiện ra huyết quang, hận không thể nuốt sống huyết nhục Tiêu Phàm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ thua một tu sĩ nam vực. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm tối đa chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi mà thôi, ngẫu nhiên được tu la truyền thừa, sâu trong nội tâm hắn là nhìn không nổi Tiêu Phàm. Cho nên hắn một mực không đem Tiêu Phàm cùng tu la điện chủ đặt ở trong lòng, thẳng đến giờ phút này hắn mới phát hiện bản thân quá khinh thường Tiêu Phàm. Người mười thành lực lượng có vẻ như cũng không gì hơn cái này, người thật sự cho rằng ngay từ đầu ta với người chiến đấu liền dùng toàn lực sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Tư Không Tàng Kiếm cơ hồ biến thành thịt nát nói. Từ khi bắt đầu, Tư Không Tàng Kiếm liền khinh thường thực lực Tiêu Phàm, một kích hắn chỉ dùng 5 thành lực lượng, Tiêu Phàm làm sao dùng toàn bộ lực lượng đây, đoán chừng tối đa cũng liền 3 phần sức mạnh mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt Tư Không Tàng Kiếm lấp lóe không yên, lúc này Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên, tự cho là đúng, muốn chết như nào. Cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Phàm, còn người Tư Không Tàng Kiếm co rụt lại, hắn biết rõ Tiêu Phàm là thật dám giết hắn, sau đó dùng hết toàn lực quát ầm lên, sư đệ, ta mà chết, nhớ kỹ nói cho cha ta biết là ai giết ta. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Vũ Lạc ba người nơi xa, hắn hai mắt khẽ híp một cái. Sư huynh yên tâm, ta nhất định nói cho sư tôn, ngươi là bị Tiêu Phàm một cước giết chết. Lạc Vũ Lạc quát to một tiếng. Sau đó đưa tay vung lên, mang theo Chiến Bách Dương cùng Chiến Vũ Yến cũng không quay đầu lại rời đi. Bị Tiêu Phàm một cước giết chết, nghe được câu này, trong miệng Tư Không Tàng Kiếm phun ra mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị Lạc Vũ Lạc làm tức giận, nguyên lai ngay cả hít thở cũng khó khăn, cuối cùng một hơi đều kém chút chết. Bất quá, tinh thần hắn vẫn tỉnh táo nhìn Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, sư đệ ta đi, hiện tại ngươi nếu giết ta, ngươi cũng sống không được. Cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xem ra thật đúng là thằng ngu, bị người bán còn giúp người khác kiếm tiền. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Tư Không Tàng Kiếm. Lấy nhãn lực Tiêu Phàm, chỗ nào nhìn không ra Lạc Vũ Lạc muốn Tư Không Tàng Kiếm chết, bằng không mà nói, xem Tư Không Tàng Kiếm là sư huynh, hắn lại làm sao có thể không xuất thủ cứu giúp đây. Dù sao, Lạc Vũ Lạc cũng là chiến thánh cảnh, hai người cùng một chỗ xuất thủ mà nói, cơ hội giết hắn rất lớn. Hừ, sư đệ ta làm sao làm ra loại sự tình này? Toàn thân Tư Không Tàng Kiếm run lên, bất quá vẫn cắn răng nói, có gan người giết ta, ta phốc lời còn chưa dứt. Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một vệt sáng bắn vào mi tâm Tư Không Tàng Kiếm, Tư Không Tàng Kiếm kêu thảm một tiếng, liền tê liệt trên mặt đất, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Không dám giết ngươi, thật đúng là coi mình là dễ hành. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu. Dư quang lại quét trong sương mù dày đặc nơi xa một cái, đáy mắt chỗ sâu đều là nồng đậm sát ý. Muốn lợi dụng ta, a, không biết cuối cùng là ai lợi dụng ai đâu. Trong lòng Tiêu Phàm ý vị thâm trường nói, sau đó đưa tay một chưởng vỗ xuống, hồn lực ba động bao phủ bốn phía. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm một chưởng bá đạo hung hăng rơi vào vị trí Tư Không Tàng Kiếm, lúc khói đặc tán đi, trừ Tiêu Phàm đứng ở đó, cái gì cũng đều không còn lại. Ánh mắt Tiêu Phàm đạm nhiên quét khô lâu chung quanh một cái, nguyên bản đến hàng vạn bộ xương khô, bị Tiêu Phàm một cước cơ hồ toàn bộ chấn vỡ, bây giờ chỉ còn lại mười mấy 20 cỗ. Tiêu Phàm đếm một cái, còn có 18 bộ xương khô, nếu để cho người khác nhìn thấy, khẳng định không dám khinh thường 18 bộ xương khô, bọn chúng phát ra khí tức trên người tất cả đều là chiến thánh trung kỳ. 18 bộ xương khô so với những khô lâu cấp thấp, trừ thực lực chênh lệch. Còn có một cái rất khác. Cái kia chính là 18 bộ xương khô nhìn qua óng ánh trong suốt, trên người không có bất kỳ tử khí, ngược lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng thánh khiết, hình thành một loại tương phản to lớn. Quỷ dị là, 18 khô lâu cũng không có vây công Tiêu Phàm, mặc dù bọn hắn không có con ngươi,
nhưng từ tư thái bọn hắn có thể nhìn ra, bọn hắn đối với Tiêu Phàm tràn ngập kính sợ. Trải qua hơn ngàn năm, đã từng quát tháo phong vân, Khô Lâu thập bát kỵ cũng bị hao mòn thành dạng này. Tiêu Phàm thở dài một hơi, dung hợp tàn niệm Thu La Điện điện chủ đời trước, Tiêu Phàm cũng đã sớm biết rõ 18 bộ Khô Lâu là vật gì. Khô Lâu thập bát kỵ chính là danh hào 18 bộ xương khô, nếu như là ngàn năm trước đó, có người nghe được cái tên Khô Lâu thập bát kỵ, này đoán chừng đã sớm đái ra quần. Khô Lâu thập bát kỵ những nơi đi qua cho tới bây giờ đều không có bất luận người sống, chỉ có núi thây biển xương, cho dù chiến thần điện chiến thần doanh cũng không có lực trấn nhiếp to lớn như thế. Khô Lâu thập bát kỵ sở dĩ sợ hãi Tiêu Phàm bởi vì dung hợp tàn niệm Tu La Điện điện chủ đời trước, trên người Tiêu Phàm nhiễm phải khí tức một đời Tu La Điện điện chủ. Bằng không mà nói, bọn chúng đã sớm phóng tới Tiêu Phàm, đương nhiên, lấy thực lực Tiêu Phàm hiện tại cũng không sợ bọn chúng. Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới từ trên người Khô Lâu thập bát kỵ thu hồi ánh mắt, hắn ngược lại rất muốn thu phục bọn chúng, dù sao 18 chiến thánh cảnh đối với sự tình hắn tiếp theo muốn làm có trợ giúp rất lớn. Nhưng Khô Lâu thập bát kỵ hiện tại đã không thuộc về Tu La Điện, chí ít không thuộc về Tiêu Phàm hắn. Hít sâu một cái, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào phần mộ khổng lồ phía trên, nói cho đúng là rơi vào kiếm hình thạch bi to lớn phía trên. Nâng bộ pháp, Tiêu Phàm đi qua, đi tới kiếm hình thạch bi trước đó, Khô Lâu thập bát kỵ cũng đi tới, thành hai hàng đứng ở hai bên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Khô Lâu thập bát kỵ, rất hiển nhiên, đột phá chiến thánh cảnh bọn chúng đã có một tia linh trí. Các ngươi cũng muốn ta cứu chủ nhân các ngươi. Tiêu Phàm cười cười, Khô Lâu thập bát kỵ cúi đầu, bọn hắn trước mặt Tiêu Phàm không dám ngẩng đầu. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, đột nhiên thập phần lạnh lùng, hắn trong lòng cũng rầu rĩ không thôi. Hắn tự nhiên biết rõ chủ nhân Khô Lâu thập bát kỵ là ai, chính là tả hộ pháp Tu La Điện năm đó, nhưng cũng chính là bởi vì như thế hắn mới lo lắng. Phải biết, Tu La Điện điện chủ đời trước là chiến thần cảnh A, có thể trở thành tả hộ pháp Tu La Điện, phụ tá đắc lực Tu La Điện chủ, thực lực hắn làm sao có thể thấp đây. Hắn nghe nói chiến thần cảnh thọ nguyên vô cùng dài, dù là qua thời gian ngàn năm, cho dù huyết khí suy yếu không ít, vậy cũng không phải Tiêu Phàm hắn có thể so sánh. Lấy thực lực hắn, đâu là đối thủ của tả hộ pháp Tu La Điện. Mặc dù đời trước Tu La Điện chủ, tả hộ pháp nhất định sẽ không làm sự tình có hại đối với hắn, nhưng ai biết rõ hiện tại tả hộ pháp biến thành cái dạng gì. Tiêu Phàm đứng ở trước kiếm hình tấm bia đá do dự bất định, dứt khoát ngồi ở trước tấm bia đá mặt rơi vào trầm tư, vấn đề này hắn nhất định phải nghĩ rõ ràng. Cũng đúng lúc này, bên ngoài Tu La bí cảnh sớm đã chiến túi bụi. Oanh long long, tiếng vang đáng sợ như sấm nổ, hư không nhấc lên từng đợt hư vô phong bạo, dung nham bên trong biển dung nham gào hét giận dữ, kích thích mấy trượng sóng lớn dung nham. Phía trên không trung, hư không xuất hiện nguyên một đám lỗ thủng khổng lồ, đó là hư vô liệt phùng chân chính, nơi đó có mấy đạo thân ảnh đang kịch liệt giao chiến. Diêm La Thiên Tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiếng quỷ vô môn gầm thét vang lên, hắn cùng với La Sinh Môn Nhật Nguyệt quỷ chủ đang đối chiến một đạo kim sắc lôi điện, rất hiển nhiên đây là một bộ lôi thân chiến thần điện điện chủ. Vẻn vẹn chỉ là một bộ lôi thân liền đã vững vàng áp chế quỷ vô môn cùng Nhật Nguyệt quỷ chủ, đủ để có thể thấy được điện chủ chiến thần điện cường đại. Quỷ vô môn, người còn đang nói mơ à, Diêm La Thiên Tử cũng đã tự thân khó bảo toàn, bằng không mà nói, hắn đến hiện tại đều không xuất hiện sao? Tư Không Vũ tùy tiện cười to. Hắn một mình một người ứng phó Diêm La Phủ Tử Thần Phán Quan cùng Vô Thường Phán Quan, Diêm La Phủ Tam Đại Quỷ Chủ vẫn thành thạo, cũng đủ có thể thấy được Tư Không Vũ cường đại. Đột nhiên tiếng cười Tư Không Vũ két két lại, sát ý lạnh như băng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bài vỡ vụn. Ngọc bài này không đặc biệt, chính là mệnh bài Tư Không Tàng Kiếm, mệnh bài vỡ vụn đại biểu cái gì? Tàng Kiếm chết. Hai mắt Tư Không Vũ muốn nứt ra, trong đầu hồi tưởng lại thân ảnh trước đó Tư Không Tàng Kiếm cùng Tiêu Phàm đánh nhau, sát khí trên người hắn càng ngày càng đáng sợ. Tiêu Phàm, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, giết cho chó ăn, ta liền không phải Tư Không Vũ. Tư Không Vũ hét giận dữ một tiếng, khí thế trong nháy mắt cường đại gấp bội. Thân hình hắn lóe lên, một kiếm chém giết Tử Thần Phán Quan, bất thình lình một màn dọa Vô Thường Phán Quan cùng Tam Đại Quỷ Chủ sắc mặt trắng bệch. Mọi người cùng tiến lên, nhanh giết hắn. Vô Thường Phán Quan thấy thế,
ra sức gào thét một tiếng, tam đại quỷ chủ nghe vậy nào còn dám do dự. Nhưng mà thân hình vô thường phán quan lại đột nhiên lóe lên, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, tốc độ của hắn cũng không chậm, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Huyết vô thường, con mẹ ngươi, La Sinh môn tam đại quỷ chủ mắt trợn tròn, đem tổ tông 18 đời vô thường phán quan ân cần thăm hỏi 100 lần. Nếu như bốn người liên thủ có lẽ còn có cơ hội liều mạng, nhưng hiện tại vô thường phán quan chạy, bọn hắn chỗ nào là đối thủ? Tư Không Vũ phát cuồng. Vô thường phán quan chạy trốn, La Sinh môn tam đại quỷ chủ trong nháy mắt liền bị Tư Không Vũ diệt một người, hai người khác trước tiên nghĩ đến cũng là chạy trốn, nhưng hiện tại đã trễ. Coi như Tư Không Vũ một người giết cũng dùng không bao nhiêu công phu, hai người dứt khoát liền không chạy, dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng liều mạng cho Tư Không Vũ chút kỷ niệm. Phía trên không trung, quỷ vô môn nhìn thấy vô thường phán quan chạy trốn, hắn cũng phẫn nộ tới cực điểm, tức giận mắng, huyết vô thường, người không phải người. Vừa dứt lời, trên người quỷ vô môn bộc phát ra cường đại khí tức, một kiếm chém về phía lôi điện phân thân điện chủ chiến thần điện. Hai người công kích mãnh liệt đâm vào cùng một chỗ. Quỷ vô môn thấy thế, khóe miệng dương lên, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bay đi, rất hiển nhiên, hắn cũng muốn chạy trốn. Trong tay bản điện chủ còn muốn chạy, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, lại nhìn thấy kim sắc lôi điện trong nháy mắt đánh trúng phía sau lưng quỷ vô môn, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực hắn. Làm sao có thể, thân thể quỷ vô môn rung động kịch liệt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cúi đầu nhìn ngực bản thân, nơi đó vừa vặn có một cái lỗ thủng khổng lồ. Hắn thực sự nghĩ không ra, bản thân rõ ràng đem lôi thân điện chủ chiến thần điện đẩy lui, nó làm sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở bên cạnh mình. Không thể không nói, quỷ vô môn nghĩ rất tốt, nhưng hắn đánh giá quá thấp thực lực lôi thân điện chủ chiến thần điện, chính diện đối địch, hắn cùng với Nhật Nguyệt quỷ chủ liên thủ còn có thể chiến một trận. Nhưng hắn không nên đem phía sau lưng lưu cho địch nhân vô cùng cường đại. Từ phía sau tập kích so với từ chính diện chém giết dễ dàng hơn nhiều. Quỷ vô môn không cam lòng nhắm lại hai mắt, thân thể rơi xuống mặt đất, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ chết ở chỗ này. Đến bước này, Diêm La phủ đại trưởng lão, vô môn phán quan một trong tam đại phán quan, quỷ vô môn chết. Điện chủ đại nhân, ta nguyện ý thần phục ngươi. Nhật Nguyệt quỷ chủ thấy thế, nào còn dám phản kháng, vội vàng quỳ gối hư không, không ngừng dập đầu. Không cần. Điện chủ chiến thần điện thanh âm hùng hậu vang lên, một đạo lôi điện đánh trúng đầu Nhật Nguyệt quỷ chủ, đầu bỗng nhiên nổ tung, biến thành một cỗ thi thể không đầu. Cùng lúc đó, Tư Không Vũ cũng vừa lúc giải quyết hai đại quỷ chủ khác, khi hắn nhìn về phía điện chủ chiến thần điện, sát ý trên người trong nháy mắt bình ổn xuống. Tư Không Vũ, lần này ngươi làm rất không tệ, đồ vật chướng mắt sốt cục diệt trừ. Thanh âm tán thưởng từ trong sấm sét truyền đến. Đa tạ điện chủ đại nhân khích lệ, đây là việc thuộc hạ phải làm. Tư Không Vũ vội vàng cung kính nói, được điện chủ chiến thần điện khích lệ, trong lòng hắn vẫn rất cao hứng, nhưng hắn hiện tại càng muốn giết Tiêu Phàm hơn. Đáng tiếc còn chạy một tên, Diêm La thiên tử cũng không đơn giản, mang theo La Sinh môn môn chủ chạy. Điện chủ chiến thần điện tiếp tục nói, Tu La truyền thừa ngay bên trong Tu La bí cảnh, đem hắn mang trở về cho ta, nhớ kỹ, nhất định phải sống. Vâng, điện chủ đại nhân, Tư Không Vũ nào dám vi phạm lời chiến thần điện chủ nói, hắn cung kính gật gật đầu, vội vàng áp chế sát ý trong lòng. Con trai của hắn Tư Không Tàng kiếm 89 phần 10 là chết ở trong tay Tiêu Phàm, hắn mặc dù rất muốn giết chết Tiêu Phàm nhưng hắn không dám chống lại mệnh lệnh điện chủ chiến thần điện. Điện chủ chiến thần điện muốn sống, coi như cho hắn mượn 10 lá gan hắn cũng không dám giết Tiêu Phàm. Khi hắn quay đầu, chiến thần điện điện chủ lôi thân đã không thấy tăm hơi, chỉ có một đạo thanh âm quanh quẩn bên tai hắn, xử lý xong nơi này, nhớ kỹ đem hư không cổ kính mang trở về. Cung tiễn điện chủ, Tư Không Vũ vội vàng nói, nếu như là bình thường, hắn khẳng định kích động không thôi, phải biết, đây là điện chủ chiến thần điện tin tưởng hắn, cho nên mới yên tâm đưa hư không cổ kính cho hắn. Nhưng hiện tại hắn cao hứng không nổi, bởi vì nhi tử hắn Tư Không Tàng kiếm bị giết. Lấy hư không cổ kính ra, một sợi quang mang từ hư không cổ kính bắn ra, xông thẳng kim sắc hồn giới bên trong biển dung nham. Kim sắc hồn giới nhộn nhạo một gợn sóng, sau đó chậm rãi hòa tan, biến thành liệt phùng xung quanh,
Tư Không Vũ hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ở bên trong liệt phùng. Bên trong Tu La bí cảnh cốt vực, Tiêu Phàm rốt cục đứng dậy, nhìn chăm chú kiếm hình thạch bi nói, Tu La điện chủ đời trước khẳng định sẽ không hại ta, nếu như hắn muốn ta chết, trước đó tàn niệm liền động thủ. Huống chi, Long Vũ hiện tại cũng không biết thế nào, phệ hồn đoán chừng cũng không tìm tới, thời gian cho ta không nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hướng về kiếm hình thạch bi đi đến, duỗi ra một tay, nhẹ nhàng đặt phía trên kiếm hình thạch bi, giọt giọt máu tươi từ năm đầu ngón tay hắn thẩm thấu vào. Kiếm hình thạch bi đột nhiên biến thành huyết sắc, giống như máu tươi tưới nước mà thành, sau đó kiếm hình thạch bi cùng cả tòa đồi núi một phân thành hai, trung ương xuất hiện một đầu thềm đá. Chỗ sâu thềm đá u sâm vô cùng, nhìn không thấy cuối cùng, Tiêu Phàm nhìn thềm đá một cái, hít sâu một cái đi xuống dưới, Khô Lâu thập bát kỵ vội vàng thủ hộ bên cạnh. Tiêu Phàm tiếng bước chân không lớn nhưng lại như sấm nổ quanh quẩn trong không gian u ám, theo hắn xâm nhập, phía trước đột nhiên sáng lên từng đoàn quang mang. Quanh thân Tiêu Phàm cũng thiêu đốt lên vô tận chi hỏa, bên trong thông đạo ngược lại cũng sáng trưng vô cùng. Đừng nhìn Tiêu Phàm đi nhẹ như vậy nhưng hắn là bộ bộ kinh tâm, nếu như không có tiếp nhận ký ức Tu La Điện điện chủ, Tiêu Phàm căn bản là không dám xâm nhập nơi này. Cũng không biết đi bao lâu, hắn rốt cục xuất hiện ở thềm đá cuối cùng, nơi đó có một cái cửa đá đóng chặt, phía trên đã lưu lại dấu vết tuế nguyệt. Ầm ầm, đi đến trước cửa phòng, Tiêu Phàm dùng sức đẩy cửa đá, một đạo huyết sắc ánh sáng từ sau cửa đá kích xạ mà đến, khắc nghiệt chi khí trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Khí thế đáng sợ chấn toàn thân Tiêu Phàm run rẩy một cái, huyết dịch đều sôi trào. Xuyên thấu qua huyết sắc quang mang, Tiêu Phàm ngược lại cũng có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả phía trước là một cái phòng không lớn, bất quá cũng không lộ vẻ chật hẹp, không sai biệt lắm 10 trượng trở lại. Trong phòng bài trí thập phần đơn giản, chỉ có một cái bàn đá, một cái giường đá, trừ cái đó ra cái gì cũng đều không có. Không đúng, nói cho đúng còn có một vật, ở phía dưới vách tường chỗ sâu nhất trong phòng ngồi một đạo thân ảnh. Thân ảnh cúi đầu, một đầu tóc trắng buông xuống che khuất cả khuôn mặt. Tứ chi bị bốn cái xích sắt khóa lại, xích sắt bên kia chui vào bên trong vách đá. Tiêu Phàm thấy thế, trái tim đều nhấc đến cổ họng, hắn có thể từ trên người người này cảm nhận được sinh cơ nồng đậm, huyết khí hùng hậu. Rất hiển nhiên, dù là đi qua ngàn năm, người này vẫn còn sống, Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi vô cùng, chẳng lẽ chiến thần cảnh thực có thể sống dài như vậy? Người rốt cục đến, không đợi Tiêu Phàm từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một đạo thanh âm vang lên bên tai hắn, Tiêu Phàm không thấy đối phương há miệng, thanh âm liền tựa như từ trong nội tâm hắn truyền đến. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, hơi hơi thi lễ nói, hắn biết rõ người trước mắt là ai, đây chính là Tu La Điện chủ Tả Hộ Pháp đời trước, cũng coi là nhân vật trong truyền thuyết. Thời gian ngàn năm đã qua, thế hệ Tu La Điện chủ này liền không chịu nổi như thế sao? Thanh âm phiêu miểu tiếp tục vang lên, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc ngưng lại, trong lúc nhất thời không biết đối phương là có ý gì, trong lòng cũng khẩn trương lên. Nếu như không biết người trước mắt là ai, Tiêu Phàm ngược lại không sẽ kiêng kỵ, nhưng mấu chốt là hắn biết rõ người kia là ai, cho nên Tiêu Phàm không thể không cẩn thận đối đãi. Đương nhiên, nếu như đối phương thực muốn gây bất lợi cho hắn, Tiêu Phàm cũng có biện pháp đào thoát. Hắn nếu dám xuống, vậy đã chuẩn bị đường lui cho bản thân. Các hạ cũng chỉ bất quá sống nhiều hơn ta hơn ngàn năm mà thôi, nếu như cùng tuổi với ta, chiến ngươi dễ như trở bàn tay. Nghe được đối phương nói, Tiêu Phàm cũng có chút hỏa khí. Ngươi nhà dựa vào cái gì nhìn không nổi ta, ta chỉ bất quá không đến thời gian 3 năm liền đột phá đến chiến thánh cảnh, thiên phú này cho dù phóng nhãn chiến hồn đại lục lại có mấy người. Cũng không phải Tiêu Phàm tự phụ. Sự thật chính là như thế, hắn chưa bao giờ cho rằng bản thân không bằng người khác. Chiến thần điện Tả Hộ Pháp liền không nổi sao, nếu như là cùng giai, tiểu gia ngược ngươi như thường. Còn có chút tính tình, chiến thánh cảnh sơ kỳ, chỉ bằng thực lực ngươi, không có điện chủ hỗ trợ, ngươi cũng không đến nơi này. Người kia vẫn thập phần khinh thường. Trong mắt hắn, cho dù ngươi là một đời Tu La điện chủ mới thì như thế nào? Năm đó Tu La Điện chủ không phải cũng đối với ta lễ kính mấy phần. Liền đạo lý kính dạ yêu trẻ đều không biết, còn muốn tới tìm ta hỗ trợ.
Tiêu Phàm nhất thời không biết nói cái gì, trong thạch thất không khí có chút nặng nề, đối phương nói không sai, không có Tu La Điện chủ, hắn xác thực không đến được nơi này. Nhưng Tiêu Phàm cũng biết rõ, không có hắn đến nơi này, đối phương muốn rời đi nơi này cũng có chút khó. Các hạ nói không sai, bất quá ta đến nơi này cũng không phải là muốn cầu ngươi trợ giúp, ta chỉ là nghĩ nói với ngươi một tiếng, Khô Lâu Thập Bát Kỵ, ta mang đi. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, vẫn là nói. Không phải hắn cao ngạo, cũng không phải hắn không coi ai ra gì, hắn chỉ là nói một cái sự thật, Khô Lâu Thập Bát Kỵ vốn là thuộc về Tu La Điện, mà sự tình Tu La Điện chính là có Tu La Điện chủ tính. Ngươi nếu không cho ta mặt mũi, ta cũng không cần thiết cho ngươi mặt mũi, đây chính là cách Tiêu Phàm làm người. Hắn sẽ không cố ý lấy lòng người nào, dù là Tu La Điện tả hộ pháp trước mắt hắn rất có thể là một chiến thần cường giả, nhưng hắn vẫn không kiêu ngạo, không tự ti. Tả hộ pháp nghe vậy, rốt cục chậm rãi nâng đầu, tóc trắng dài che khuất hé mở khuôn mặt, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, thấy không rõ cụ thể niên kỷ. Từ trong ánh mắt đen kịt, Tiêu Phàm dường như nhìn thấy núi thây biển xương, nếu là những người khác, liếc mắt nhìn một cái đều sẽ sợ mất mật. Tiêu Phàm ngay từ đầu cũng hơi hơi rung động một cái, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là rung động một cái mà thôi, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ý chí hắn kiên định biết bao, bây giờ đột phá chiến thánh cảnh, bằng vào ý chí mà nói, chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Đương nhiên, nếu như đối phương thật muốn giết hắn, cũng không phải là rất khó khăn, nếu như chiến thần cảnh dùng công kích linh hồn, Tiêu Phàm tuyệt đối không có năng lực ngăn cản. Ngươi tên là gì? Tả hộ pháp hỏi, hắn đối với Tiêu Phàm hơi có chút hứng thú, đương nhiên cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi, đối phương hỏi như vậy hắn, mặc dù không có tán thành hắn, nhưng xem như có tư cách nói chuyện ngang hàng. Nói thực sự, sâu trong nội tâm Tiêu Phàm vẫn muốn tả hộ pháp hỗ trợ, bất quá hắn cũng không ôm ý nghĩ quá lớn, dù sao đối phương có thể là cường giả chiến thần cảnh. Hơn nữa vô luận là ở đâu, chỉ ỷ vào người khác là không được. Tiêu Phàm sở dĩ xuống, một là Tu La Điện chủ đời trước muốn hắn đem tả hộ pháp phóng xuất, bởi vì chỉ có Tu La kiếm mới có thể cắt đứt khóa xích sắt của tả hộ pháp. Thứ hai, cũng là trưng cầu ý tứ tả hộ pháp, nếu như hắn còn muốn tiếp tục lưu lại Tu La Điện, vậy liền tiếp tục đảm nhiệm chức vị tả hộ pháp. Nếu như không muốn, vậy liền đem Khô Lâu Thập Bát Kỵ giao ra. Dù sao đây là đồ vật thuộc về Tu La Điện. Hiện tại nhìn đến, muốn đối phương quy hàng là không có khả năng, Tiêu Phàm cũng bất đắc dĩ, hắn hiện tại xác thực chỉ là vừa mới đột phá chiến thánh cảnh mà thôi, nơi nào sẽ vào pháp nhãn đối phương. Đồ thiên thương, tả hộ pháp nhàn nhạt nói ra mấy chữ báo ra tên mình, hiển nhiên cũng coi là coi trọng Tiêu Phàm. Sau đó khí thế trên người hắn chậm rãi biến mất, trong chớp mắt liền biến thành một người bình thường. Lại nói, bên ngoài bây giờ là thế cục gì? Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên ý cười, có thể có tư cách nói chuyện ngang hàng là tốt nhất, hắn cũng không muốn đắc tội một tôn đại Phật như Đồ Thiên Thương, dù sao, địch nhân hắn hiện tại cũng không ít. Diêm La Phủ cùng Chiến Thần Điện đã đủ mệt gần chết, Chiến Hồn Điện cùng cổ tộc Sở Gia cũng có khả năng đều đối địch với hắn. Tổ chức một cái ngôn ngữ, Tiêu Phàm đem sự tình bên ngoài đại khái nói một lần, nói thật hắn cũng không phải rất biết. Dù sao hắn bây giờ còn chưa bao giờ đi khỏi Nam Vực. Ngàn năm sau, những gia tộc kia vậy mà đều ẩn đi, thật đúng là một kẻ nhát gan sợ phiền phức, phế vật. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Đồ Thiên Thương khá là phẫn nộ nói. Tiêu Phàm không nói, sự tình ngàn năm trước đó hắn cũng biết rõ đại khái, nhưng cụ thể phát sinh cái gì, Tiêu Phàm vẫn không rõ ràng. Cho dù bên trong tàn niệm Tu La Điện Điện chủ đời trước cũng không có một đoạn này ký ức. Hiển nhiên là hắn cố ý đem đoạn này ký ức này xóa đi. Ngươi có tính toán gì? Đột nhiên, Đồ Thiên Thương nhìn Tiêu Phàm nói, ngữ khí rất bình thản, rất có mấy phần khảo cứu. Không có tính toán gì, dù sao ai cũng đừng hòng khi dễ ta, thần cũng không được. Tiêu Phàm nói ra, trong lòng oán thầm không thôi, ta đều không biết năm đó phát sinh cái gì, còn có thể có tính toán thế nào. Đương nhiên, trùng kiến Tu La Điện. Hủy diệt Diêm La Phủ là xu thế tất thành, về phần Chiến Thần Điện, Tiêu Phàm tạm thời còn không có tư cách đi giao phong. Đồ Thiên Thương nghe được Tiêu Phàm nói hơi có chút ngoài ý muốn, hắn cảm giác Tiêu Phàm cùng những Tu La Điện chủ trong trí nhớ hắn có chút khác biệt, không
không có loại băng lãnh. Nếu là Tu La Điện chủ đời trước, nếu hắn hỏi như vậy, đoán chừng trực tiếp liền trả lời thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngươi đừng nghĩ đến không đếm xỉa đến, ngươi càng muốn làm như thế, đến thời điểm làm phiền ngươi càng nhiều, hơn nữa ngươi cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Đồ Thiên Thương lại nói, ta cũng không muốn không đếm xỉa, ta cũng không sợ phiền phức, người cho ta phiền phức, ta đều sẽ trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Còn người Tiêu Phàm dị thường kiên nghị. Cái này một đường đi tới, hắn gặp phiền phức còn thiếu à, đừng nhìn Tiêu Phàm đột phá nhanh như vậy, nhưng hoàn toàn là bộ bộ kinh tâm, nhiều lần kém chút mất mạng, hung hiểm tránh thoát một kiếp. Nói thật, Tiêu Phàm không phải một kẻ có thù tất báo, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, hắn cũng cho tới bây giờ sẽ không lạm sát vô tội. Dưới kiếm đổ máu đều là đáng. Đồ Thiên Thương thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, mở bàn tay, lòng bàn tay đột nhiên có một khối lệnh bài màu trắng, trên lệnh bài lạc ấn lấy một cái đầu lâu. Người luyện hóa lệnh bài này liền có thể khống chế khô lâu thập bát kỵ, thời gian ngàn năm bọn chúng đã hoàn toàn thoái hóa, bọn chúng như thế nào tấn cấp ngươi hẳn biết chứ. Đồ Thiên Thương tiện tay đem lệnh bài ném cho Tiêu Phàm. Đa tạ tiền bối, ta biết rõ làm sao dùng. Cốt vực khô lâu lúc đầu đều là phân thân khô lâu thập bát kỵ, bất quá nơi đó lại xuất hiện một đầu huyết trùng ăn não, sinh ra một nhóm thực cốt trùng, là bọn chúng thôn phệ phân thân khô lâu thập bát kỵ, trở về ta liền tìm một chút lợi tức. Tiêu Phàm gật đầu nói, hắn trong lòng đã có dự định. Đi đến trước người Đồ Thiên Thương, Tiêu Phàm lấy ra Tu La kiếm vung ra mấy kiếm, xiềng xích lắc lư một cái, phía trên đột nhiên phóng ánh sáng màu đỏ ngòm. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu điện chủ giải trừ cấm chế, ngươi cũng đi thôi. Thân hình Đồ Thiên Thương không động mảy may, vẫn thập phần bình thản ngồi trên mặt đất. Tiền bối, ngươi không đi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Đồ Thiên Thương. Hả, Đồ Thiên Thương không có để ý tới Tiêu Phàm, đột nhiên hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Cảm nhận được sát ý trên người Đồ Thiên Thương. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, bất quá sát ý trên người Đồ Thiên Thương rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, điều này khiến Tiêu Phàm buông lỏng một hơi. Đồ Thiên Thương nếu như muốn giết bản thân đã sớm động thủ, cũng sẽ không đợi đến hiện tại, chẳng lẽ sát ý này không phải châm đối bản thân? Bên ngoài phiền ngươi tự mình giải quyết. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng nói cái gì, Đồ Thiên Thương đưa tay vung lên, thân thể Tiêu Phàm đột nhiên bay ngược ra, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Dưới cỗ lực lượng kia, hắn tựa như một mảnh lá rụng, căn bản không để bản thân khống chế. Lúc Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài phần mộ khổng lồ, đầu thông đạo đã biến mất không thấy gì nữa, phần mộ khổng lồ cũng khôi phục bộ dáng như cũ. Tiêu Phàm không biết Đồ Thiên Thương vì sao muốn đuổi hắn đi, bất quá trong đầu còn hồi tưởng đến lời nói Đồ Thiên Thương. Phiền phức, phiền toái gì? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn bốn phía, trừ khô lâu thập bát kỵ. Cái gì cũng đều không có, nào còn có phiền phức khác. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm giơ khối kia lệnh bài màu trắng trong tay lên, sau một khắc, khô lâu thập bát kỵ tất cả đều quỳ một chân xuống đất, cúi đầu đều là vẻ cung kính. Bộ xương nhìn qua thập phần xâm nhiên, băng lãnh, bọn hắn đại khái cao 8 thước, hiện lên hình người, bên hông còn cài lấy một chuôi cốt đao, một chuôi cốt kiếm. Quét khô lâu thập bát kỵ một cái, ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Khô lâu thập bát kỵ đều là chiến thánh trung kỳ, cái này với hắn mà nói thế là trợ lực rất lớn. Mấu chốt nhất là, 18 bộ xương khô nắm giữ vô hạn phân thân và trùng sinh chi lực, bằng vào điểm này, thực lực bọn hắn liền siêu hơn chiến thánh trung kỳ bình thường. Khô lâu thập bát kỵ, dựa theo lẽ thường mà nói hẳn là cũng có tọa kỵ. Trong lòng Tiêu Phàm toát ra một cái ý nghĩ cổ quái, trong đầu hiện lên một bức họa. Chính là 18 khô lâu hình người đứng ở trên lưng 18 hồn thú khô lâu đại sát tứ phương, chỉ là ngẫm lại, Tiêu Phàm khóe miệng liền hiện lên một màn thiếu dung. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ trên cao truyền đến, chỉ thấy một trưởng cương hồn lực to lớn từ trên trời giáng xuống, uy áp đáng sợ làm Tiêu Phàm đều có không ngẩng đầu lên được. Tiêu Phàm biến sắc, bằng vào khí thế kia liền không phải người bình thường có thể làm đến, ít nhất là chiến thánh hậu kỳ. Thậm chí chiến thánh đỉnh phong, chẳng lẽ đây chính là phiền phức trong miệng Đồ Thiên Thương? Tiêu Phàm cho rằng thực lực bản thân không tệ, cho dù là đối mặt chiến thánh hậu kỳ, hắn cũng có thể sống sót, nhưng ở trước mặt trưởng cương,
Tiêu Phàm lại cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phá, Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, sau đó đem bạch sắc khô lâu lệnh thu hồi, duy nhất một lần thôn vệ hai giọt tu la thần lực, sau đó cầm trong tay tu la kiếm một kiếm chảm đi lên. Tiếng kiếm rít vang vọng đất trời, giống như một ánh dạng đông tờ mờ sáng vạch phá chân trời, trưởng cương hồn lực bá đạo vô cùng bỗng một phân thành hai. Cùng lúc đó, khô lâu thập bát kỵ đạp không mà lên, rút ra trường kiếm bên hông chảm ra, hồn lực trưởng cương vốn bị Tiêu Phàm một kiếm chảm phá, uy lực giảm nhiều. Bây giờ khô lâu thập bát kỵ xuất thủ, trưởng cương trực tiếp nổ tung, hóa thành một hồn lực đáng sợ ba động quét sạch bốn phía. Tiêu Phàm đứng ở trung ương hồn lực phong bạo, ánh mắt băng lãnh nhìn không trung, nơi đó xuất hiện một nam tử trung niên lạnh như băng quan sát hắn, tựa như lại nhìn một con kiến hôi. Hắn đứng chắp tay, tóc dài phiêu động, sát khí bạo phát, khí diễm thiêu đốt đáng sợ, đứng ở đó giống như một tôn chiến thần lâm thế. Ngươi là ai? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một loại uy hiếp, làm cho hắn phải cẩn thận đối đãi. Nếu như toàn lực ứng phó mà nói, từ trong tay chiến thánh cảnh đỉnh phong thoát là không có bất cứ vấn đề gì, huống chi, bên cạnh hắn còn có khô lâu thập bát kỵ. Ngươi giết con ta, nam tử trung niên mở miệng, ngữ khí âm trầm tới cực điểm, hắn không phải người khác, chính là Tư Không Vũ cấp tốc chạy tới. Tiêu Phàm cảm giác có chút không hiểu, bất quá nếu như tới giết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không khách khí, lạnh giọng nói, ta giết nhiều người, không biết ngươi nói kẻ nào. Hừ, cuồng vọng, Tư Không Vũ hừ lạnh một tiếng, giết con ta liền dùng mệnh hoàn lại, bản tọa trước phế tu vi ngươi, đoạn tứ chi ngươi, để ngươi hưởng thụ thống khổ vạn tiễn xuyên tâm, rồi đem ngươi mang về chiến thần điện. Chiến thần điện, ngươi là Tư Không Vũ, trên người Tiêu Phàm ngưng tụ, trong nháy mắt đoán được thân phận người tới, hẳn là Tư Không Vũ phụ thân Tư Không Tàng Kiếm. Hô, không đợi Tiêu Phàm phản ứng, một trận cuồng phong thổi qua. Tư Không Vũ trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã biến mất, trong phút chốc, Tiêu Phàm cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ từ trước người đánh tới. Thật nhanh, Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía, tốc độ cũng là hắn cường hạng, nhưng trước mặt Tư Không Vũ lại không tính là gì. Ngâm ngâm một trận kiếm ngân vang vang lên, tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm không ngừng vũ động, bên ngoài thân phóng kim sắc quang mang, tu la thần dực xuất hiện, tu la huyết mạch càng sôi trào lên. Đối mặt Tư Không Vũ công kích, Tiêu Phàm cơ hồ là tận hết sức lực, hắn rõ ràng, Tư Không Vũ chính là tứ trưởng lão chiến thần điện, chiến thánh cảnh đỉnh phong. Bên cạnh, khô lâu thập bát kỵ cũng đồng thời xuất thủ, mặc dù bọn chúng chỉ có bản năng chiến đấu, nhưng tính cảnh giác lại thập phần cường đại. Nói dễ nghe một chút, bọn chúng kêu khô lâu thập bát kỵ, nói không dễ nghe, bọn chúng chính là 18 đao phủ, thiên sinh liền là vì giết chóc mà sinh. Bang bang! Thanh âm kim thạch giao kích truyền đến, hỏa tinh như thiên nữ tán hoa vẩy ra tứ phương, khô lâu thập bát kỵ ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt có đủ chém giết, bất quá bọn chúng lại rất nhanh liền phục sinh. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cổ tay nắm lấy tu la kiếm đau nhức, hắn bị đại lực phản chấn bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chiến thánh cảnh đỉnh phong không phải hắn có thể địch, vẻn vẹn cỗ uy áp kia Tiêu Phàm liền tiếp nhận không được. Đột phá chiến thánh cảnh hắn cũng biết rõ, chiến thánh sơ kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi lực, chiến thánh trung kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi thế, chiến thánh hậu kỳ lĩnh ngộ là thiên địa chi ý, mà chiến thánh đỉnh phong lĩnh ngộ lại là thiên địa chi uy. Tiêu Phàm đã sớm lĩnh giáo qua thần uy lực lượng, Tư Không Vũ lĩnh ngộ thiên địa chi uy mặc dù còn không bằng thần uy, nhưng không phải Tiêu Phàm có thể địch nổi. Trong tâm thần xem bên trong đan điền, phát hiện chỉ còn lại 6 giọt tu la thần lực. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ tàn nhẫn, một hơi trực tiếp tiêu hao 5 giọt. Giờ phút này 2 giọt tu la thần lực trong thể nội hắn còn không có tiêu hao hoàn toàn, lại tiêu hao 5 giọt, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, ẩn ẩn muốn vượt qua chiến thánh trung kỳ. Sau một khắc, bàn chân Tiêu Phàm rơi xuống đất, bất quá hắn không có tiếp tục rút lui, mà hung hăng đạp mạnh, lấy tốc độ nhanh hơn trước đó tiến lên. Diệt thần, Tiêu Phàm hét một tiếng giận dữ. Tu la kiếm tản ra quang mang đáng sợ, một đạo huyết sắc lưu quang hướng mũi kiếm, sau đó hóa thành một điểm sáng nhỏ bắn ra, tốc độ đáng sợ tới cực điểm. Tư Không Vũ đánh bay khô lâu thập bát kỵ, phẫn nộ thẳng hướng Tiêu Phàm, lúc này, một đạo huyết sắc lưu quang đâm tới, chẳng biết tại sao, Tư Không Vũ vậy mà cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Trong bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối cổ pháp hương đồng,
chính là hư không cổ kính, hắn không chút do dự dùng hư không cổ kính ngăn khuất trước người. Hư không cổ kính, Tiêu Phàm bay vụt mà đến, trong nháy mắt nhận ra hư không cổ kính, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn trước tiên nghĩ đến chính là thu hồi một kiếm kia. Nhưng mà Tư Không Vũ như thế nào lại cho hắn cơ hội đây, hắn tà tà cười một tiếng, cầm trong tay hư không cổ kính nhanh chóng tới gần Tiêu Phàm. Không biết chết ở trên tay mình là tư vị gì đây? Nhìn thấy đạo huyết sắc quang điểm cấp tốc tới gần, sắp đụng vào hư không cổ kính, Tư Không Vũ lạnh lùng cười nói. Hư không cổ kính có một cái năng lực là có thể bắn ngược chiến kỹ đối phương, bắn ngược có thể không phải bắn ngược phổ thông, mà là còn bắn ngược công kích. Tiêu Phàm đồng thời kích phát 7 giọt tu la thần lực, cái này mới miễn cưỡng có thể thi triển tu la tam kiếm đệ tam kiếm diệt thần, có thể thấy một kích đáng sợ, cho dù Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Tốc độ Tiêu Phàm đạt tới cực hạn, hắn chỉ muốn một kiếm trọng thương Tư Không Vũ, nào sẽ nghĩ đến trên tay Tư Không Vũ lại có hư không cổ kính. Thực lực chiến thánh cảnh đỉnh phong đã đủ làm hắn thổ huyết, hiện tại lại tăng thêm một kiện thần binh, Tiêu Phàm chỗ nào còn là đối thủ. Mạng ta nguy rồi, trong lòng Tiêu Phàm gào thét, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại thân ảnh tiểu ma nữ cùng bàn tử Lăng Phong bọn hắn. Sau một khắc, Tiêu Phàm cùng Tư Không Vũ hai người đều mắt trợn tròn, sự tình phát sinh khiến bọn hắn không tưởng được. Phốc, một tiếng vang giòn. Chỉ thấy tu la kiếm tỏa ra ánh kiếm màu đỏ ngòm vậy mà xuyên qua hư không cổ kính, trực tiếp chui vào mi tâm Tư Không Vũ. Không đúng, nói cho đúng là hư không cổ kính trước người Tư Không Vũ không biết lúc nào biến mất, không có hư không cổ kính, tự nhiên ngăn cản không được kiếm quang Tiêu Phàm. Kiếm quang chui vào mi tâm Tư Không Vũ, chỗ đó xuất hiện một đạo vết kiếm huyết sắc, ngay lúc đó, thân thể Tư Không Vũ rung động kịch liệt một cái, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Tu la kiếm đệ tam kiếm diệt thần chính là công kích linh hồn, mặc dù Tiêu Phàm không có hoàn toàn lĩnh ngộ ra, nhưng lực công kích cũng không thể khinh thường. Chí ít, Tiêu Phàm tự tin, một kiếm kia nếu như đối phương không có thần binh phòng ngự linh hồn, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng vô cùng có khả năng bị một kiếm chém giết. Nhìn thấy Tư Không Vũ ngơ ngơ ngác ngác, Tiêu Phàm nào sẽ bỏ lỡ dạng cơ hội tốt này, tu la kiếm trong tay huy động, mấy đạo kiếm quang điên cuồng gào thét mà ra. Tiêu Phàm vốn là muốn xông lên một kiếm chạm Tư Không Vũ, bất quá hắn vẫn không dám mạo hiểm, vạn nhất Tư Không Vũ tỉnh lại, khoảng cách gần như vậy, không có Khô Lâu thập bát kỵ bảo hộ, hắn sẽ chết. Sự thật chứng minh Tiêu Phàm nghĩ là đúng, thời khắc kiếm mang kia tới gần Tư Không Vũ, con người Tư Không Vũ bỗng nhiên thanh minh, sát khí đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra. Tốc độ Tư Không Vũ rất nhanh, thân hình hắn hơi rung nhẹ liền tránh mấy kiếm trong nháy mắt của Tiêu Phàm. Lắc mình mấy cái liền xuất hiện ở cạnh Tiêu Phàm. Trong tay một chuôi thanh đồng thiết kiếm, một đạo kiếm khí thẳng đến cổ họng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sớm đã có chuẩn bị, lách mình liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm ngừng bước chân, bởi vì trước người hắn đột nhiên có một mặt gương đồng cổ phác, trừ hư không cổ kính còn có thể là cái gì đây? Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, hư không cổ kính tại sao đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện đây? Cửu phẩm hồn binh có linh, thần binh càng là sinh ra linh trí, làm sao có thể đột nhiên làm phản, điểm này Tiêu Phàm nghĩ không ra, bất quá cái này đối với hắn mà nói đúng là chuyện tốt. Bởi vì mặt kính hư không cổ kính nhắm ngay vào Tư Không Vũ, Tiêu Phàm đã có thể tưởng tượng một màn tiếp theo. Phốc phốc, kiếm khí bắn trên mặt kính hư không cổ kính, sau đó cấp tốc trở về, Tư Không Vũ vừa mới tới gần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một kiếm mặc dù không phải toàn bộ thực lực hắn. Nhưng cũng là 7-8 phần. Khi thấy hư không cổ kính lần nữa xuất hiện, Tư Không Vũ liền thầm nói không tốt, vội vàng, Tư Không Vũ hướng một bên tránh đi. Nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, kiếm khí kia xuyên thủng ngực hắn, máu tươi bay vụt, nửa thân thể kém chút bị chặt. À, Tư Không Vũ phẫn nộ gầm thét, khí thế lần nữa tăng lên, hắn đường đường chiến là tứ trưởng lão thần điện, cường giả chiến thánh cảnh tối đỉnh. Hôm nay vậy mà dưới tay một chiến thánh cảnh sơ kỳ ăn thiệt thòi, việc này khiến hắn chịu đựng như thế nào được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Phàm vội vàng bắt lấy hư không cổ kính, đây chính là bảo bối tốt, làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Tiêu Phàm hoàn toàn không suy nghĩ, tại sao hắn có thể tùy tiện đem hư không cổ kính chộp vào trong tay, phải biết, cửu phẩm hồn binh cũng có thể phản kháng. Oanh, một tiếng nổ vang.
đỉnh đầu Tư Không Vũ đột nhiên xuất hiện một đầu long huyết man tượng to lớn, hư ảnh cao mấy chục trượng đem Tiêu Phàm dọa phát sợ. Chiến hồn cũng có thể di truyền. Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng lui về, Tu La Thần Dực thi triển đến cực hạn, tốc độ tuyệt đối không kém gì chiến thánh hậu kỳ. Chiến thánh cảnh đỉnh phong nổi bão, Tiêu Phàm nào dám khinh địch, trong lòng hắn âm thầm tiếc rẻ, một kiếm diệt thần vừa nãy không có giết chết Tư Không Vũ. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, diệt thần một kiếm vẻn vẹn chỉ là vừa mới lĩnh ngộ mà thôi, căn bản không phát huy toàn bộ thực lực, hơn nữa hắn cùng với Tư Không Vũ chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu là hắn có thể tại chiến thánh cảnh vượt qua ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch giết Tư Không Vũ, vậy liền thực nghịch thiên. Sự thật nói rõ, độ khó lần này thật đúng là không phải nhỏ. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, Tư Không Vũ chuẩn bị phát cuồng sao. Chiến thần điện cùng bản thân có thù, vậy cũng không cần liều mạng như vậy chứ. Chẳng phải mượn hư không cổ kính dùng một chút sao? Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, hắn chỗ nào biết rõ, hư không cổ kính chính là tam đại thần binh chấn điện của chiến thần điện. Nếu như Tư Không Vũ làm mất, hắn đoán chừng cũng không có lá gan về chiến thần điện. Không cùng ngươi chơi nữa. Tiêu Phàm thi triển Tu La Thần Dực, quay người liền chuẩn bị chạy. Hắn rất rõ ràng mình cùng Tư Không Vũ chênh lệch nhỏ nhất đoán chừng chính là tốc độ. Nắm giữ Tu La Thần Dực, tại phương diện tốc độ Tiêu Phàm vẫn có ưu thế tuyệt đối, đương nhiên, ưu thế này trước mặt Tư Không Vũ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn chạy, Tư Không Vũ phẫn nộ tới cực điểm, lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, ngăn lại đường đi Tiêu Phàm, cùng lúc đó một kiếm giận bổ xuống. Mặc dù chiến thần điện điện chủ muốn hắn bắt sống, nhưng giờ phút này hắn đã chú ý không được nhiều như vậy, sinh tử Tiêu Phàm khẳng định không có quan trọng bằng hư không cổ kính. Giết Tiêu Phàm cũng coi là thay con trai của hắn Tư Không Tàng Kiếm báo thù, việc này cớ sao mà không làm đây. Tiêu Phàm nơi nào nghĩ đến Tư Không Vũ vậy mà thật muốn liều mạng với hắn, hắn muốn trốn nhưng căn bản trốn không được, kiếm mang kia lóe qua lập tức đến. Có lẽ là vượt quá một loại bản năng, Tiêu Phàm vội vàng giơ hư không cổ kính trong tay. Hồn lực tràn vào hư không cổ kính, một đạo kim sắc gợn sóng dập dờn mà ra, ngăn khuất trước người Tiêu Phàm. Phốc một tiếng, lúc kiếm mang sắc bén chạm trên màn ánh sáng màu vàng, Tư Không Vũ muốn khóc đều có, hư không cổ kính là đồ vật chiến thần điện, Tiêu Phàm làm sao có thể sử dụng được. Lần thứ nhất có lẽ là vận khí, hư không cổ kính vừa lúc đem trước mặt Tiêu Phàm, nhưng lần thứ hai, đây chính là kích phát năng lực đặc thù hư không cổ kính. Tư Không Vũ hoàn toàn nghĩ không ra, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, hư không cổ kính mặc dù trọng yếu nhưng vẫn là không có trọng yếu bằng tính mạng hắn. Lúc kiếm mang chạm trên kim sắc gợn sóng, Tư Không Vũ liền cấp tốc hướng một bên tránh đi, hắn nghĩ đến, chỉ cần không hướng về phía tấm gương, nhất định là không có việc gì. Hắn hoàn toàn không suy nghĩ góc độ kiếm mang kia phản xạ, nói có khéo hay không, kiếm mang vừa lúc bắn về phía phương hướng Tư Không Vũ chạy trốn. Tư Không Vũ không chút do dự cầm kiếm giết ra, đáng tiếc kiếm mang kia tốc độ càng nhanh. A một tiếng hét thảm truyền ra, một cánh tay Tư Không Vũ bay ra ngoài, máu tươi tại hư không vẩy ra. Tiêu Phàm thấy thế cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn nào sẽ nghĩ đến Tư Không Vũ vậy mà xui xẻo như vậy. Nhìn Tư Không Vũ máu me đầm đìa, khóe miệng Tiêu Phàm hung hăng co lại, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhỏ giọng thầm thì nói, ta thực sự không cố ý. Ta thực sự không cố ý, thanh âm Tiêu Phàm không lớn nhưng lại dường như sấm sét vang vọng bên tai Tư Không Vũ, lời nói kia liền tựa như một chuôi đao nhọn hung hăng cắm ở trên lồng ngực hắn. Phốc, Tư Không Vũ tức hộc máu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Đường đường tứ trưởng lão chiến thần điện sẽ không chịu nổi như vậy chứ. Tiêu Phàm thập phần buồn bực, bị tức thổ huyết, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy. Tư Không Vũ nghe vậy. Lại oa oa nôn mấy ngụm máu tươi, con người màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể lập tức nuốt Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm đã không còn e ngại, cầm hư không cổ kính trong tay đạm nhiên nhìn Tư Không Vũ, cái đồ vật này có thể là đồ tốt, chỉ cần dùng thuận buồm xuôi gió, cho dù chiến thánh đỉnh phong lại như thế nào. Không thể không nói, Tư Không Vũ thật không may, đồng dạng mà nói, hư không cổ kính trong tay hắn là không có khả năng bỗng biến mất. Cùng giai bên trong lại có mấy người có thể từ trong tay Tư Không Vũ hắn cướp đoạt thần binh đây. Vấn đề này Tư Không Vũ hoàn toàn nghĩ không ra,
lúc đầu phát sinh sự tình lại hết sức quỷ dị. Điều này cũng cho thôi, nhưng thời khắc bản thân muốn chém giết Tiêu Phàm, hư không cổ kính tại sao vừa lúc xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm đây? Được thôi, liền xem như trùng hợp, nhưng cuối cùng một kiếm này, Tiêu Phàm thôi động hư không cổ kính lực lượng, cho dù là Tư Không Vũ hắn cũng không thể làm đến bước này. Nhưng Tiêu Phàm lại hết sức dễ dàng làm được, thần binh có linh, nhất định phải nhận chủ mới có thể sử dụng, Tiêu Phàm một chiến thánh cảnh sơ kỳ có tư cách gì để thần binh nhận chủ. Tư Không Vũ biết rõ, việc này tuyệt đối không phải trùng hợp, trên đời này chỗ nào có nhiều trùng hợp như vậy. Là ai âm thầm dở trò quỷ, cút ra cho ta. Tư Không Vũ nắm lấy cái tay cụt, lạnh lùng nhìn bốn phía, phẫn nộ gầm thét. Thanh âm hắn quanh quẩn trong hư không, thật lâu không dứt, giờ khắc này nếu như Tư Không Vũ còn nghĩ không đến điểm này, vậy hắn thật là khờ. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nếu như nói còn có người xuất thủ cứu hắn mà nói, vậy cũng chỉ có Đồ Thiên Thương. Chỉ là Đồ Thiên Thương sẽ cứu hắn sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, có lẽ sẽ không, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có năng lực này. Bản nhân không thể đem Tư Không Vũ đùa giỡn trong bàn tay. Phải biết, Tư Không Vũ là chiến thánh đỉnh phong, có thể đùa giỡn người khác, làm sao cũng phải là chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Tiêu Phàm không tin bản thân thực sự là vận khí tốt như thế, khiến Tư Không Vũ 1-2, 2-3 lần ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ Đồ Thiên Thương thực sự là chiến thần cảnh? Nếu quả thật là hắn cứu ta mà nói, qua một lúc còn hảo hảo cảm tạ một cái. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại nhìn về phía hư không cổ kính trong tay, hắn phát hiện, hư không cổ kính vậy mà không có mảy may phản kháng, cái này vốn là không đúng. Phải biết, lúc trước hắn được đồ lục đao đều cần hắn đi chinh phục, huống chi thần binh hư không cổ kính. Tiêu Phàm có thể hoàn toàn khẳng định là Đồ Thiên Thương âm thầm trợ giúp bản thân, phần nhân tình này Tiêu Phàm ghi tạc trong lòng, dù sao Đồ Thiên Thương không có thiếu hắn. Mà hắn coi như muốn trả, đoán chừng cũng không được Đồ Thiên Thương để vào mắt. Âm thầm dở trò quỷ tính cái gì bản sự, cút ra, bản tọa cùng ngươi quang minh chính đại chiến một trận. Tư Không Vũ đã đem tay cụt trở về. Mặt ngoài nhìn qua không có gì đáng ngại, nhưng trong thời gian ngắn nhất định sẽ ảnh hưởng thực lực hắn phát huy. 3. Lời còn chưa dứt, hư không truyền đến một tiếng vang giòn, chỉ thấy thân thể Tư Không Vũ đột nhiên bay ngược ra, hung hăng đập trên mặt đất. Trượt ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, một tát này thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đây chính là thực lực, Tiêu Phàm hít sâu một cái nắm chặt nắm đấm, con người kiên định tới cực điểm, hắn đã đột phá đến chiến thánh cảnh, cự ly chiến thần cảnh trong truyền thuyết đã càng ngày càng gần. Nơi xa, Tư Không Vũ đứng dậy, một tay sờ lấy khuôn mặt, nơi đó có một trưởng ấn 5 ngón tay to lớn. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, Tư Không Vũ thật đúng là hết sức xui xẻo, cùng Đồ Thiên Thương kêu gào, đây không phải muốn chết sao. Đối phương không có giết chết hắn, hắn liền đã thắp nhang cầu nguyện, thực lực như vậy còn muốn cùng Đồ Thiên Thương quang minh chính đại chiến một trận, nhất định chính là tìm tai vạ. Tư Không Vũ cũng không kêu gào, hắn cũng rốt cục phát hiện vấn đề, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bản thân là chiến thánh đỉnh phong. Liền xem như Lôi Thân Điện chủ đại nhân cũng không có khả năng dễ dàng chà đạp hắn như thế, người âm thầm kia thực lực có thể nghĩ. Chiến thần, Tư Không Vũ hô hấp đều có chút gấp rút, hắn rất rõ ràng, chiến thánh cảnh đỉnh phong cùng chiến thần cảnh mặc dù mặt ngoài chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, thế nhưng chênh lệch cách xa vạn dặm. Cho dù là chiến thần cảnh sơ kỳ, đoán chừng liền có thể tùy tiện ngược sát chiến thánh cảnh đỉnh phong, theo cảnh giới cường đại. Muốn vượt giai chiến đấu cũng càng ngày càng gian nan. Nhìn Tư Không Vũ trầm mặc không nói, sắc mặt khó xử, trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một vòng tiếu dung, chậm rãi đi lên phía trước nói, Tư Không đại trưởng lão, tiếp tục. Tiếp tục, hắn còn thế nào tiếp tục? Tư Không Vũ hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, nhưng mà hắn hiện tại thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm nếu thật có chiến thần cảnh mà nói, đừng nói bắt sống Tiêu Phàm. Chính là muốn lấy hư không cổ kính về đều rất phiền phức. Giờ phút này, trong lòng Tư Không Vũ tràn ngập không cam lòng, hắn phát hiện bản thân không thể làm gì Tiêu Phàm. Kẻ này giết nhi tử hắn, lại là người chiến thần điện chủ muốn bắt sống, hiện tại muốn bắt sống hắn, lại có người âm thầm bảo hộ hắn. Tư Không Vũ lúc này mới ý thức được, nơi này chính là Tu La Bí Cảnh,
có lẽ có mấy đời Tu La Điện chủ bố trí cũng khó nói. Nghĩ vậy, ánh mắt Từ Không Vũ lộ ra một tia tàn nhẫn, nếu như chỉ là bố trí mà nói, bản thân xuất kỳ bất ý, có lẽ vẫn có cơ hội. Hô, Từ Không Vũ lần nữa động, tốc độ nhanh vô cùng, như là thuấn di, một kiếm đâm về cổ họng Tiêu Phàm, hắn hiện tại thật không muốn bắt sống Tiêu Phàm, chỉ cần đoạt lại hư không cổ kính là được. 3. Mắt thấy trường kiếm tới gần Tiêu Phàm chỉ có không đến một trượng, đột nhiên lại là một tiếng vang giòn, trong hư không ẩn ẩn phơi bày một đạo trưởng ánh sáng, hung hăng quất vào một bên mặt Từ Không Vũ. Vô luận tốc độ hay là lực đạo, cùng nhau so với trước càng cường đại gấp bội, Từ Không Vũ chỗ nào ngăn cản được. Một ngụm máu kiếm mang theo mấy cái răng từ trong miệng bay ra, thân thể trực tiếp bị đánh vào bên trong sương mù màu xám, những nơi đi qua, sương mù màu xám tất cả đều tiêu tán ra. Ittt Tiêu Phàm không khỏi hít hơi lạnh, Từ Không Vũ là chiến thánh cảnh đỉnh phong lại bị đánh bay không có lực phản kháng chút nào. Lúc này, Từ Không Vũ từ trong phế tích đứng dậy, hắn nào còn dám lưu ở chỗ này, quay người hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy đi. Đường đường chiến thánh đỉnh phong, tứ trưởng lão chiến thần điện lại bị sợ mất mật. Tiêu Phàm cau mày một cái, Đồ Thiên Thương thật đúng là biết chơi trêu người. Tu La Điện cùng chiến thần điện có thù, đã như vậy, Đồ Thiên Thương tại sao không dứt khoát giết Từ Không Vũ, chờ đến thời điểm phiền phức. Bất quá muốn về, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, Đồ Thiên Thương có thể đem Từ Không Vũ đùa giỡn trong bàn tay, giết hắn cùng không giết hắn có cái gì khác biệt đâu. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tiêu Phàm hít sâu một cái, sau đó hướng về phần mộ khổng lồ cung kính nói. Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm cảm tạ Đồ Thiên Thương, mặc dù trước đó Đồ Thiên Thương nói để hắn tự mình giải quyết phiền phức, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xuất thủ. Nếu như không có Đồ Thiên Thương, Tiêu Phàm còn thực không biết bản thân lần này có thể sống sót hay không, chiến thánh tiền kỳ cùng chiến thánh đỉnh phong chênh lệch thật sự là quá lớn. Phần mộ khổng lồ thật lâu không động, Tiêu Phàm biết rõ Đồ Thiên Thương là không muốn phản ứng bản thân, phần ân tình này chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Ta chỉ là không quen nhìn mà thôi, chiến thánh cảnh đỉnh phong vậy mà còn muốn dựa vào thần binh ứng phó một chiến thánh cảnh tiền kỳ, nhất định chính là phế vật. Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, thanh âm Đồ Thiên Thương vang lên bên tai Tiêu Phàm. Đồ Thiên Thương ngược lại là không có nói dối. Hắn trước đó để Tiêu Phàm bản thân ứng phó Từ Không Vũ là thực, hắn thấy, nếu như thực lực Tiêu Phàm từ trên tay Từ Không Vũ sống sót đều không có, chết liền chết. Thẳng đến Tiêu Phàm thi triển diệt thần một kiếm, Đồ Thiên Thương rốt cục có chút động dung, hắn rất rõ ràng uy lực một kiếm này. Cho dù đời trước Tu La Điện chủ tại chiến thánh sơ kỳ cũng không thể thi triển ra một kiếm này, nhưng Tiêu Phàm làm được, từ nơi này liền đủ để chứng minh thiên phú và thực lực của Tiêu Phàm. Một kiếm diệt thần muốn giết chết Từ Không Vũ rất khó, nhưng trọng thương hắn vẫn là không có vấn đề, đáng tiếc, Từ Không Vũ lại thi triển ra thần binh. Lúc đầu Tiêu Phàm không phải đối thủ Từ Không Vũ, bây giờ còn sử dụng thần binh, Tiêu Phàm làm sao có thể địch, Đồ Thiên Thương tự nhiên không nhìn nổi. Vô luận như thế nào đều là tiền bối cứu ta, cảm tạ cũng là nên. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, tích thủy tri ân, tự nhiên dũng tuyển tương báo. Huống tri ân cứu mạng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lại hỏi, tiền bối không định rời đi Tu La bí cảnh. Còn không phải thời điểm. Đồ Thiên Thương thanh âm tiếp tục vang lên, lại hỏi, người biết ta tại sao không giết hắn không? Tiêu Phàm cau mày, lâm vào trầm tư, hắn trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, suy nghĩ một chút nói, tiền bối sợ bại lộ bản thân. Xem ra người còn không đần, tốt, người đi đi, đừng chết quá sớm. Về sau liền không dễ chơi. Đồ Thiên Thương đạm mạc nói ra. Tiêu Phàm bĩu môi, cái gì gọi là chết quá đã sớm, không dễ chơi, dù là thực lực ta không lọt vào pháp nhãn ngươi, nhưng không tính quá kém a. Từ lời nói Đồ Thiên Thương cùng cử động, Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Đồ Thiên Thương cũng là một người bất cần đời. Bất quá Tiêu Phàm không hiểu, người đường đường là chiến thần cảnh, coi như bại lộ bản thân lại như thế nào đây? Chẳng lẽ trong thiên hạ còn có thứ cường giả chiến thần cảnh sợ hãi sao? Có lẽ chiến hồn đại lục còn có nhiều thứ ta không biết, dù sao năm đó Tu La Điện chủ không phải cũng bị người giết sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ, trong lòng cũng trở nên nặng nề. Tiêu Phàm bình phục suy nghĩ, Từ Không Vũ mặc dù đào tẩu nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, Từ Không Vũ nhất định là không dám để lộ sự tình Đồ Thiên Thương. Tiền bối,
không biết người phải chăng biết rõ chỗ hai đầu hồn thú. Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói. Người đi về phía nam xâm nhập 1.800 dặm liền có thể tìm tới thứ người muốn. Đồ Thiên Thương thanh âm vang lên, hơi không kiên nhẫn. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm cung kính thi lễ, hắn cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Đồ Thiên Thương hỉ nộ không lộ, cho dù sẽ không giết hắn, nhưng để hắn khổ một chút lại rất bình thường. Đưa tay vung lên, Tiêu Phàm mang theo Khô Lâu thập bát kỵ biến mất ở bên trong vụ hải. Lão đồ vật, người phải cảm tạ ta thay người tìm người thừa kế, chỉ là không biết sự tình có thuận lợi như vậy hay không. Lúc Tiêu Phàm sau khi rời đi, hư không lại vang lên một đạo thanh âm thăm thẳm. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, thanh âm lại yên lặng xuống. Tiêu Phàm mang theo Khô Lâu thập bát kỵ nhanh chóng ghé qua, cự ly 1.800 dặm đối với hắn mà nói cũng không phải là quá xa, hơn nữa dung hợp tàn niệm Thu La Điện chủ đời trước, Tiêu Phàm cũng biết rõ địa phương trong miệng Đồ Thiên Thương là chỗ nào. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, quét mắt một vòng tứ phương. Tiêu Phàm gặp bốn bề vắng lặng, sau đó lấy ra Khô Lâu lệnh bài, Khô Lâu thập bát kỵ đột nhiên biến mất. Ngay sau đó Tiêu Phàm lóe lên liền biến mất tại chỗ. Trong phút chốc, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là phía trên vị trí quảng trường Tu La Điện, vùng không gian kia bí cảnh bị Tiêu Phàm luyện hóa, hắn có thể đủ tùy thời ra vào. Công tử! Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn liền chào đón, bọn hắn trước đó chính là bị Tiêu Phàm đưa vào không gian bí cảnh. Sau lưng mấy người còn nằm một thân thể máu me đầm đìa, hung dữ nhìn Tiêu Phàm. Mọi người thương thế khôi phục như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Không ngại. Đám người lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, công tử đột phá chiến thánh cảnh. May mắn. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Mộ Dung Tuyết, Bạch Chỉ, Lãng Thiên Nhai, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly, tiếp theo các ngươi có dự tính gì? Công tử, ta muốn vì báo thù đại ca. Mộ Dung Tuyết phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm. Diêm La Tử mặc dù đã chết, nhưng Diêm La Phủ còn không có hủy diệt, Mộ Dung Tuyết biết rõ, bằng vào hắn là không có khả năng hủy diệt Diêm La Phủ. Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tuyết, những ngày qua cùng Mộ Dung Tuyết ở chung, bọn hắn đều biết rõ ngạo khí của Mộ Dung Tuyết. Nhưng mà hiện tại Mộ Dung Tuyết vậy mà quỳ xuống, chẳng lẽ Tiêu Phàm thật có mị lực lớn như vậy? Người trước đứng lên. Tiêu Phàm đỡ Mộ Dung Tuyết dậy, lúc trước Tiêu Phàm thu Mộ Dung Tuyết. Nguyên bản muốn mượn Mộ Dung Tuyết đối phó La Sinh Môn, hiện tại đã không cần thiết. Ta cũng nguyện ý lưu bên người công tử. Lưu Ly cũng không chút do dự mở miệng nói. Ta cũng thế. Ngọc Diện Vô Tình cũng gật đầu, trước kia hắn không phục Tiêu Phàm, nhưng hiện tại, hắn đối với Tiêu Phàm cũng phát sinh cải biến, không có Tiêu Phàm, hắn hiện tại đã chết. Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai hai người do dự, bọn hắn mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là điện chủ Tu La Điện, cũng rất cường đại, nhưng là hai người cũng không có ý nghĩ quy thuận Tiêu Phàm. Chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Tuyết thần phục, hai người sợ không đáp ứng Tiêu Phàm sẽ giết bọn hắn. Hai người không biết là, Tiêu Phàm căn bản không có tâm tư đối phó hai người, cho dù bọn hắn không thần phục, Tiêu Phàm cũng sẽ không đối phó bọn hắn. Dù sao, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào. Lãnh Tiếu Nhận gặp qua công tử, mong rằng công tử không bỏ. Đột nhiên, Lãnh Tiếu Nhận cũng quỳ một chân trước mặt Tiêu Phàm. Hắn trước đó nói qua, chỉ cần Tiêu Phàm giết Diêm La Tử, liền thần phục Tiêu Phàm, cuối cùng Diêm La Tử mặc dù là chết ở trong tay Mộ Dung Tuyết, nhưng không có Tiêu Phàm, Mộ Dung Tuyết là không có khả năng giết chết hắn. Lãnh Tiếu Nhận rất cao ngạo, không nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào, nhưng hắn càng là một người tuân thủ hứa hẹn. Chuyện nói qua, cho tới bây giờ không có hối hận. Lãnh huynh nghiêm trọng. Tiêu Phàm vội vàng đỡ Lãnh Tiếu Nhận, thực lực Lãnh Tiếu Nhận hắn là rất rõ ràng, hoàn toàn là nhân tài hiếm có. Chỉ là cho tới nay Tiêu Phàm không hiểu là, lấy thiên phú Lãnh Tiếu Nhận tại sao không có đột phá chiến thánh cảnh. Khi hắn đỡ lấy Lãnh Tiếu Nhận, Tiêu Phàm cau mày một cái, tu la nộ ấn. Sau đó một chỉ bắn ra, một vệt sáng bắn vào thể nội Lãnh Tiếu Nhận. Một tiếng vang nhỏ, sau đó từng đạo huyết sắc lưu quang từ thể nội Lãnh Tiếu Nhận bắn ra. Trong phút chốc, một cỗ khí thế bá đạo từ trên người Lãnh Tiếu Nhận bộc phát ra. Muốn đột phá, đám người kinh ngạc nhìn Lãnh Tiếu Nhận,
trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Tiêu Phàm nhìn Lãnh Tiếu Nhận thần sắc thập phần bình tĩnh, hắn rốt cục biết rõ Lãnh Tiếu Nhận tại sao không có đột phá chiến thánh cảnh, hết thảy đều là bởi vì Tu La Nô Ấn tồn tại. Tu La Nô Ấn mặc dù cũng không thể ức chế tu vi một người, nhưng lại có thể ảnh hưởng tâm tính một người. Đột phá chiến thánh cảnh, trọng yếu nhất là cái gì, không phải liền là tâm tính một người sao? Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ, Cận Tà đề cập với hắn cùng cái gọi là giao dịch là cái gì, chính là xóa đi Tu La Nô Ấn. Cho tới nay, Lãnh Tiếu Nhận, Mộ Dung Dạ, Long Tịch cùng Cận Tà bốn người đều là vì giải trừ Tu La Nô Ấn mà cố gắng. Chỉ là bọn hắn không biết là, Tu La Nô Ấn cũng không phải là tìm đến đời trước Tu La Điện Chủ mới có thể giải trừ, đột phá chiến thánh cảnh Tiêu Phàm mới có thể làm được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra tiếc hận cùng vẻ trầm thống, Mộ Dung Dạ, Long Tịch cùng Cận Tà như vậy mà chết, nguyên bản Tiêu Phàm còn chuẩn bị nghĩ trăm phương ngàn kế để bọn hắn gia nhập Tu La Điện. Đa tạ công tử. Trong mắt Lãnh Tiếu Nhận đầu tiên là lóe qua vẻ ngạc nhiên, sau đó lại trở nên mất mát, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm có thể giải trừ Tu La Nô Ấn. Ta chỉ là tiện tay mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Lãnh Tiếu Nhận không có nói thêm cái gì, hắn tự nhiên biết rõ ý tứ Tiêu Phàm, thứ bốn người bọn hắn một mực cố gắng, theo Tiêu Phàm thực chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu như Mộ Dung Dạ ba người biết rõ, lại làm sao chịu nổi. Có lẽ Lãnh Tiếu Nhận là may mắn, tứ đại sát phương chỉ có hắn một người sống sót, nhưng hắn cũng là bất hạnh, hắn phải gánh vác chính là thống khổ ba bằng hữu chết đi. Mọi người, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Nhìn chăm chú đám người nói, đám người thấy thế, toàn bộ lộ ra vẻ nghiêm nghị, bọn hắn cũng không có gặp qua Tiêu Phàm thật tình như thế. Hiện tại tất cả mọi người nghe ta chuẩn bị tuyên bố một việc. Thần sắc Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng, hắn ngẩng đầu nhìn phía Tu La Điện Kim Bích Huy Hoàng nói, ta chuẩn bị trùng kiến Tu La Điện. Đám người nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh, con người kịch liệt co vào nhiều lần, Tu La Điện, đây chính là đại thế lực trong truyền thuyết. Chẳng lẽ hiện tại muốn tái hiện thế gian? Bất quá đám người cũng biết rõ, hiện tại Tu La Điện là khẳng định không thể so với cùng ngàn năm trước, nhưng Tu La Điện ngàn năm trước không phải cũng là từng chút cường đại lên sao? Tiêu Phàm, người muốn trùng kiến Tu La Điện, Chiến Thần Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm kêu to. Tự tìm cái chết, Ảnh Phong gầm thét một tiếng, một cước liền đạp đi lên. Đừng giết hắn, hắn đối với chúng ta còn có chút tác dụng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tâm thần khẽ động, đạo thân ảnh lập tức hét thảm lên, trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Tất cả mọi người bị Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, bất quá Huyết Vô Tuyệt cùng Phong Lang tựa như nhớ tới cái gì, trong lòng nói thầm chủng ma chi thuật. Sau một lát, Tiêu Phàm mới dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, Tư Không Tàng Kiếm, ngươi còn nghĩ cha ngươi sẽ tới cứu ngươi. Không sợ nói cho ngươi biết. Cha ngươi vừa mới đã chạy trốn, nếu như không phải xem ngươi còn có chút giá trị, ta liền một kiếm làm thịt ngươi. Không sai, thanh âm kia chính là Tư Không Tàng Kiếm, Tiêu Phàm cũng không có giết chết hắn, hắn chỉ là làm một tuồng kịch cho một ít người nhìn mà thôi. Lúc ấy Tiêu Phàm một quyền xuống dưới, cho Tư Không Tàng Kiếm tạo thành trạng thái chết giả, tinh khí thần trong nháy mắt vỡ nát, mệnh bài trong tay Tư Không Vũ tự nhiên là phá toái. Nguyên bản Tiêu Phàm chỉ là đùa nghịch âm thầm Lạc Vũ Lạc, không nghĩ tới Tư Không Vũ sẽ xuất hiện, thiếu chút nữa thì thiệt thòi lớn. Cảm nhận được sát ý lạnh như băng trên người Tiêu Phàm, Tư Không Tàng Kiếm không khỏi run run, cũng không dám nói nhiều một câu. Công tử, vô luận làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Ảnh Phong lạnh lùng quét Tư Không Tàng Kiếm một cái, không chút do dự nói, đối với Tiêu Phàm, hắn chỉ có kính sợ cùng cảm kích. Nếu như không phải Tiêu Phàm một đường trợ giúp hắn, Ảnh Phong là tuyệt đối không có khả năng có thành tựu hiện tại, dù sao, hắn nguyên lai vẻn vẹn chỉ là thất phẩm chiến hồn tiềm lực mà thôi. Mà hiện tại, hắn lại là nắm giữ cửu phẩm song sinh chiến hồn, cho dù những đỉnh cấp thiên tài cũng không gì hơn cái này. Chỉ nghe lệnh công tử. Phong Lang cũng gật đầu, cung kính nói. Sư đệ, còn có ta. Huyết Vô Tuyệt cũng đứng ra. Công tử. Coi như ta một người. Mộ Dung Tuyết bình phục nỗi lòng bản thân nói. Công tử, lại thêm ta. Lãnh Tiếu Nhận tự nhiên cũng không chút do dự, hắn hiện tại đang muốn báo đáp Tiêu Phàm,
nếu như không phải Tiêu Phàm còn có sự tình, hắn hiện tại liền chuẩn bị đột phá chiến thánh cảnh. Công tử, còn có chúng ta. Lưu Ly cũng tới trước một bước, Ngọc Diện Vô Tình mặc dù không có mở miệng nhưng ý tứ cũng hết sức rõ ràng. Sư thúc, không thể bỏ rơi ta. Bắc Thần Phong cũng gọi nói, hắn không sợ phiền phức. Trong lúc nhất thời, chỉ có Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai hai người không có thái độ, hai người kinh ngạc nhìn đám người, bọn hắn nghĩ không ra, Tiêu Phàm có tài đức gì tụ tập nhiều người như vậy. Chỉ dựa vào thân phận Tu La Điện Điện Chủ, đó là còn thiếu rất nhiều. Trong lòng Tiêu Phàm ấm áp, những người này Tiêu Phàm sớm đã đem bọn hắn xem như huynh đệ mình, bất quá Tiêu Phàm vẫn là không nghĩ đám người liền mù quáng gia nhập bản thân như thế. Dù sao, hắn muốn đối mặt là Diêm La Phủ cùng Chiến Thần Điện, nguy hiểm trùng điệp, thậm chí cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm nói ra, chắc hẳn các ngươi cũng biết rõ thân phận ta hiện tại, địch nhân Tu La Điện là Chiến Thần Điện. Thề sống chết không hối hận, đám người kiên định gật gật đầu. Tiêu Phàm nhìn đám người, nhìn thấy đám người ánh mắt kiên nghị, Tiêu Phàm trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, nói tốt, Tiêu Mỗ nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lập tức, thần sắc Tiêu Phàm nghiêm lại, nhìn về phía Ảnh Phong nói, Ảnh Phong nghe lệnh, từ hiện tại bắt đầu, ngươi làm đệ nhất Diêm La Tu La Điện, kiêm nhiệm tả hộ pháp. Công tử, ta. Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tại huyết lâu mấy tháng, Ảnh Phong rất rõ ràng Diêm La là ý gì. Tu La Điện năm đó, dưới có nhị đại hộ pháp, cửu đại Diêm La, thập bát phán quan. Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn sáng lập kỳ thật chính là hai Diêm La lúc trước may mắn sống sót trong đó, lúc này mới có danh xưng Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn. Hai đại hộ pháp chỉ là tới bảo vệ Tu La Điện Điện Chủ, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cửu đại Diêm La chính là quyền lực chân chính. Đệ nhất Diêm La đại biểu cái gì? Ảnh Phong rất rõ ràng, chính là tại Tu La Điện, trừ Tiêu Phàm, Ảnh Phong hắn địa vị là cao nhất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân lại có thể đảm nhiệm đệ nhất Diêm La, dù sao, nơi này thực lực cũng không phải là hắn mạnh nhất, năng lực hắn cũng không phải mạnh nhất. Ảnh Phong, ngươi là đi theo ta lâu nhất, làm sao, ngươi không tin bản thân, còn không tin ta. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Ảnh Phong là người phát ra tín nhiệm từ nội tâm, đương nhiên, người ở đây trừ Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai, Tiêu Phàm đều sẽ không hoài nghi. Nhưng chính như hắn nói, Ảnh Phong vừa mới bắt đầu liền theo hắn, Tiêu Phàm tự nhiên không thể để cho hắn thất vọng đau khổ. Vâng, công tử, Ảnh Phong nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ảnh Phong khẽ cắn môi, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chúc mừng, đám người nhao nhao phát ra từ nội tâm chúc mừng, đệ nhất Diêm La, địa vị là không thể so sánh tầm thường. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng đám người thấy thế thần sắc nghiêm lại. Trong lòng cũng khẩn trương lên. Đệ nhất Diêm La để Ảnh Phong đảm nhiệm, đệ nhị Diêm La thì sao? Đám người chờ mong nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn rất rõ ràng, càng là gần phía trước, chính là địa vị càng trọng yếu trong lòng Tiêu Phàm. Đương nhiên, lấy biết bọn hắn với Tiêu Phàm cũng sẽ không cố ý thiên vị ai, dù sao tất cả mọi người là chân tâm thật ý đầu nhập theo Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, đột nhiên nhìn về phía Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai. Đám người trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm muốn lựa chọn bọn hắn? Rất hiển nhiên, điều này không có khả năng, quả nhiên Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, hai vị, mời mang theo Tư Không Tàng kiếm xuống dưới đại điện ngồi một chút. Được. Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai do dự, vẫn gật đầu nói, thần sắc hai người có chút phức tạp, bọn hắn biết rõ bản thân hôm nay đã bỏ lỡ cơ hội, rất đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Mộ Dung Tuyết há miệng muốn nói cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt trở về. Tiêu Phàm đuổi bọn hắn cũng rất bình thường, các ngươi không nguyện ý gia nhập Tu La Điện, vậy bí mật Tu La Điện tự nhiên không thể để các ngươi biết rõ. Đợi đến khi hai người mang theo Tư Không Tàng kiếm rời đi, Tiêu Phàm đánh ra một đạo thủ ấn, chung quanh đại điện lập tức lưu quang lấp lóe, một đạo hồn giới bao phủ đại điện. Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Phong Lang. Nói, Phong Lang nghe lệnh, từ hiện tại bắt đầu, ngươi làm Tu La Điện đệ nhị Diêm La, kiêm nhiệm hữu hộ pháp. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa. Trong lòng đám người kỳ thật đã sớm đoán được kết quả, nhưng vẫn ôm một tia huyễn tưởng, bất quá trong lòng cũng không có dầu gì. Vâng, công tử. Phong Lang hít sâu một cái,
hết sức trịnh trọng nói. Ngay sau đó, Tiêu Phàm từng cái gọi ra danh tự đám người. Huyết Vô Tuyệt, Diêm La thứ ba, Huyết Vô Tuyệt dù sao cũng là sư huynh, hơn nữa nguyên bản vẫn là người thừa kế lâu chủ Huyết Lâu, xếp hạng thứ ba tự nhiên không tính là gì. Lãnh Tiếu Nhận, Diêm La thứ tư, trừ Tiêu Phàm, Lãnh Tiếu Nhận là người duy nhất tiếp cận nhất chiến thánh cảnh, xếp thứ tư cũng không gì đáng trách. Còn lại bốn người, Tiêu Phàm liền an bài rất tốt. Bắc Thần Phong Diêm La thứ năm, Mộ Dung Tuyết Diêm La thứ sáu, Lưu Ly Diêm La, thứ bảy Ngọc Diện Vô Tình Diêm La thứ tám. Nguyên bản Tiêu Phàm là không có ý định để Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình đảm nhiệm Diêm La, hai người hắn còn không tính quen thuộc, nhưng là nếu đối phương trước tiên quy hàng, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không lạnh nhạt bọn hắn. Các vị, Tu La Điện cũng coi như thành lập, bất quá trong chiến hồn đại lục mà nói lại không tính là gì. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, trước khi tiến vào Vô Song Thánh Thành, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng sẽ sáng lập thế lực. Sư đệ, lần trước sư tôn an bài Huyết Lâu không ít người rời đi, ta muốn để bọn hắn gia nhập Tu La Điện, không biết. Huyết Vô Tuyệt trước tiên mở miệng nói. Huyết Lâu liền gia nhập Diêm La Điện thứ ba. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Được. Huyết Vô Tuyệt gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích, để người Huyết Lâu gia nhập Diêm La Điện thứ ba. Diêm La Điện thứ ba trưởng thành liền sẽ nhanh hơn rất nhiều, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một loại ưu thế. Bất quá hắn cũng biết rõ ý tứ Tiêu Phàm cách cục không nhỏ, chỉ bằng chín điện Diêm La liền đã phía trên tam đại tổ chức sát thủ trước đó. Công tử, trước đó bốn người chúng ta tạo một thế lực nhỏ, còn có một mạng lưới tình báo. Lãnh Tiếu Nhận cũng mở miệng nói. Ha ha, như thế vừa vặn, bọn hắn gia nhập Diêm La Điện thứ tư là được. Mặt khác, mạng lưới tình báo liền phiền phức Lãnh huynh phụ trách. Tiêu Phàm vui vẻ cười to nói, không nghĩ tới Lãnh Tiếu Nhận vậy mà mang cho hắn kinh hỉ lớn như vậy. Kể từ đó, Tu La Điện mặc dù vừa mới thành lập nhưng đã có quy mô đơn giản. Vâng, công tử. Lãnh Tiếu Nhận gật đầu, hắn nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái, rất muốn biết rõ, Tu La Điện dưới sự hướng dẫn của Tiêu Phàm có thể đi đến một bước nào. Trừ sư huynh cùng Lãnh huynh. Lục điện các ngươi mở rộng cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, lúc đầu khả năng khó khăn, ta chỉ có thể tận hết khả năng cung cấp tài nguyên tu luyện cho các ngươi. Bất quá mạng lưới tình báo Lãnh huynh, ta hy vọng có thể để mọi người dùng chung. Tiêu Phàm nửa đùa nửa thật nói, hắn trong lòng kỳ thật đã có đại khái ý nghĩ. Đó là đương nhiên. Lãnh Tiếu Nhận không chút do dự nói. Ta nơi này có một ý nghĩ, chờ sau khi rời khỏi Tu La bí cảnh. Tám người các ngươi phân biệt phụ trách bát vực. Tu La Điện nếu thành lập, vậy sẽ phải cố gắng trở thành đệ nhất thế cực của chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm khí phách nói. Đám người nghe vậy, trong mắt tràn ngập nóng rực, chỉ là muốn trở thành đệ nhất thế lực chiến hồn đại lục dễ dàng như vậy sao? Công tử, chiến hồn đại lục cùng cửu vực, chúng ta nơi này chỉ có tám người. Phong Lang nói ra, nếu như có Vân Khê, vậy liền vừa vặn chín người. Tạm thời không tính đến Tây Vực. Tiêu Phàm thở dài, hắn tự nhiên biết rõ Vân Khê rời đi là vì cái gì, chính là tìm muội muội Vân Phán Nhi. Chỉ là muốn tìm Vân Phán Nhi căn bản không phải đơn giản như vậy, bất quá Tiêu Phàm đối với Vân Phán Nhi bị ai mang đi vấn đề ngược lại có chút suy đoán, chỉ là còn không cách nào chứng thực mà thôi. Mặt khác, Tây Vực chủ yếu là địa bàn hồn thú, Tiêu Phàm vẫn quyết định tạm thời đặt nó sang một bên, về sau lại tính toán. Tốt, đã như vậy, ta bên kia phụ trách huyền vực trước kia cũng coi là địa bàn Huyết Lâu, ta rất nhanh chỉnh hợp tài nguyên huyền vực. Huyết Vô Tuyệt cười nói, ta phụ trách đông vực. Phong Lang mở miệng nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng sắc bén quang mang, đáng tiếc hắn ẩn tàng rất tốt, không có người nào có thể phát hiện. Công tử, ta đối với linh vực tương đối quen thuộc. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói, vậy ta liền nam vực. Ta tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Bắc Thần Phong cười nói, trong tươi cười hơi có chút tự tin. Đám người nhao nhao lựa chọn địa vực bản thân phụ trách, Ngọc Diện Vô Tình phụ trách Bắc Vực, Lưu Ly phụ trách địa vực, hai người tốt xấu gì cũng coi là thiên tài La Sinh Môn nên không có vấn đề lớn. Về phần Lãnh Tiếu Nhận lại là phụ trách thần vực, cũng chính là Trung Vực, không khỏi làm đám người xem trọng vài lần. Trung Vực, đây chính là vị trí chiến thần điện. Tam đại tổ chức cũng không dám tùy tiện nhúng chàm nơi đây.
chỉ có Ảnh Phong không có mở miệng. Tiêu Phàm ném cho Ảnh Phong một khối bạch sắc khô lâu lệnh bài nói, Ảnh Phong, đồ vật này ngươi hảo hảo luyện hóa, địa phương khác đã bị bọn hắn tuyển, vậy ngươi cũng chỉ có thể phụ trách thiên vực, trở về ta chuẩn bị đi một chuyến, ngươi trước đánh tốt tiền trạm. Vâng, công tử. Ảnh Phong không hiểu nhìn Tiêu Phàm, bất quá vẫn tiếp nhận bạch sắc khô lâu lệnh bài, những người khác không biết vì sao. Nhìn thấy tấm lệnh bài này cũng không có cái gì đặc biệt khác, bọn hắn cũng không có đem khô lâu lệnh bài đặt ở trong lòng, nếu như bọn hắn biết rõ, khô lâu lệnh bài có thể khống chế 18 chiến thánh cảnh trung kỳ khô lâu, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Sự tình tạm thời liền như thế, về sau mọi người lại điều chỉnh, các ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp lớn mạnh Tu La Điện, tài nguyên cái gì, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm nói ra, hồn thạch trên người hắn ngược lại là có không ít, bất quá muốn xây dựng Tu La Điện lớn mạnh vẫn là còn thiếu rất nhiều. Được, đám người gật đầu, nếu quyết định muốn làm một chuyện, vậy liền sẽ không còn bất cứ chút do dự nào. Hả, đột nhiên, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, các ngươi trước đợi ở chỗ này, ta đi trước xử lý một chút sự tình. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền biến mất ở bên trong không gian bí cảnh. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở bên trong cốt vực, mở bàn tay, một đạo lưu quang huyết kim từ bên trong sương mù mờ mịt bắn tới. Trong lòng bàn tay hắn đột nhiên có một đầu côn trùng nhỏ bé huyết kim, trừ phệ hồn huyết tằm còn có thể là gì? Chi chi phệ hồn huyết tằm phát ra từng tiếng kêu nhỏ, kỳ thật không cần nó giải thích, Tiêu Phàm đã biết rõ phát sinh chuyện gì. Tâm ý của hắn cùng phệ hồn huyết tàm tương thông, phệ hồn huyết tàm trước đó chứng kiến tất cả đều lóe hiện trong đầu Tiêu Phàm. Trong tấm hình, Tiêu Phàm nhìn thấy Long Vũ một bộ quần dài màu tím đang nằm phía trên một cỗ hàn băng, nàng đã hôn mê, tựa như ngủ. Bên người Long Vũ cách đó không xa có một đạo thân ảnh áo bào đen, bởi vì áo bào đen bó chặt, căn bản thấy không rõ chân thực khuôn mặt. Bất quá lờ mờ có thể từ bên trong áo bào đen nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ ngòm, nhiếp nhân tâm phách, dù vẻn vẹn chỉ là hình ảnh đều làm trong lòng Tiêu Phàm phát lạnh. Hừ, một đầu xúc sinh, vậy mà còn muốn giả làm người. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn về phía phệ hồn huyết tằm nói, nó có tu vi gì? Phệ hồn huyết tằm chi chi mấy tiếng, thần sắc Tiêu Phàm ngưng trọng lên, ngưng tiếng nói, rốt cuộc là cửu giai hậu kỳ hay là cửu giai đỉnh phong? Một đầu hồn thú cửu giai hậu kỳ, đây chính là tương đương với nhân loại chiến thánh hậu kỳ, mà cửu giai đỉnh phong càng là tương đương với chiến thánh đỉnh phong. Tiêu Phàm chân chính lĩnh giáo qua thực lực khủng bố chiến thánh đỉnh phong, chiến thánh cảnh hậu kỳ Tiêu Phàm còn có thể đánh cược một lần, nhưng chiến thánh cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm khả năng liền không có bất kỳ nắm chắc. Phệ hồn huyết tàm lắc đầu, lại khoa tay mấy lần, thần sắc Tiêu Phàm càng ngày càng ngưng trọng, ngươi là nói. Ngươi ngửi được hồn lực khí tức của Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Nghe vậy, phệ hồn huyết tàm lại gật gật đầu, đột phá cửu giai, phệ hồn huyết tàm cũng sinh ra linh trí, chỉ là hắn đối với Tiêu Phàm có một loại bản năng sợ hãi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cau mày, xem ra đồ thiên thương cũng không có gạt ta, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh quả nhiên tại nơi kia, chỉ là không nghĩ tới Long Vũ giống như chúng, cũng bị nhiệt xúc chộp tới. Vì cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Cũng là vì cứu Long Vũ, vô luận nơi đó nguy hiểm cỡ nào, Tiêu Phàm đều sẽ dứt khoát tiến vào. Chỉ là trước đó, Tiêu Phàm phải nghĩ một cái biện pháp, hắn biết rõ, quái vật là thống lĩnh vô số thực cốt trùng. Tiêu Phàm mặc dù không biết thực cốt trùng vì sao lại sợ hắn, nhưng quái vật chưa chắc sẽ sợ hắn, dù sao quái vật thực não huyết tằm cùng giai với phệ hồn huyết tằm. Ngao ô đột nhiên, một tiếng long ngâm vang triệt hư không, Tiêu Phàm màng nhĩ rung động. Đột nhiên quay người nhìn về phía một phương hướng, thanh âm này khiến linh hồn đều rung động kịch liệt một cái. Long ngâm, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, hắn tự nhiên biết rõ đây là chân long ngâm, có thể xưng là chân long, đây chính là tồn tại thần giai. Hướng kia hình như là huyết long quật đi, chẳng lẽ huyết long quật thật có long? Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, những tin tức này hắn là từ tàn niệm Tu La Điện chủ đời trước biết được. Mảnh cốt vực này nguyên bản là dùng để phong ấn đồ thiên thương, chỉ là về sau không biết tại sao sinh ra thực cốt trùng, nếu như không phải đồ thiên thương tồn tại, đoán chừng khô lâu thập bát kỵ từ lâu trở thành những khẩu phần lương thực thực cốt trùng. Chỉ là Tiêu Phàm không biết, huyết long quật vậy mà thật có long,
hắn nghĩ từ trong trí nhớ tàn niệm Tu La Điện chủ đời trước tìm kiếm một chút đồ vật, đáng tiếc cái gì cũng không có. Mặc kệ, trước đi qua nhìn kỹ hãng nói, nếu như chân long bị thực não huyết trùng nuốt, hậu quả có thể không chịu nổi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hóa thành một quang mang hướng về nơi xa bay đi. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, bốn phía mây mù cấp tốc lui lại, nơi này đã không có cái gì có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Lúc này Tiêu Phàm liền xuất hiện ở một ngọn núi trước đó, cho dù Tiêu Phàm đã đột phá đến chiến thánh cảnh cũng cảm giác được một loại lãnh ý xuyên vào cốt tủy. Thực não huyết tầm có vẻ như không thể thi triển thiên địa chi lực băng thuộc tính. Tiêu Phàm nhìn qua sơn phong phía trước cau mày một cái. Nơi này sương mù mờ mịt đã biến mất không thấy gì nữa, trong không khí tràn ngập hàn khí băng lãnh, mặt đất đều bị băng sương bao trùm, lan tràn hướng về phương xa. Phía trên sơn phong có vô số hang động, nguyên bản phải có rất nhiều thụ mộc, nhưng hiện tại toàn bộ bị đông kết thành hàn băng, như là băng điêu, tản ra ánh sáng óng ánh. Tiêu Phàm lặng yên phóng xuất U Linh chiến hồn, cẩn thận cảm ứng bốn phía biến hóa, nguyên bản u ám trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt thanh minh. U Linh chiến hồn đối với hồn lực cảm ứng so với phệ hồn huyết tầm linh mẫn hơn rất nhiều, huống chi hồn lực Tiêu Phàm hiện tại không phải hồn lực phổ thông mà là từ Tu La thần lực pha loãng hình thành. Tu La thần lực vô cùng cứng cỏi, dù là hàn khí nơi này đều không làm gì được nó, rất nhanh, xung quanh trong vòng mấy dặm tất cả đều in vào trong đầu Tiêu Phàm. Có một cái địa phương thập phần băng lãnh, thậm chí khi hồn lực Tiêu Phàm đến liền trực tiếp bị đông kết. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, hàn băng chi lực thật đáng sợ, có vẻ như so với thiên địa chi lực băng thuộc tính còn cường đại hơn không ít. Mở tay, phệ hồn huyết tầm đột nhiên xuất hiện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tâm thần Tiêu Phàm khống chế phệ hồn huyết tầm phá vỡ mặt băng, hướng mặt đất nhanh chóng kín đáo đi tới. Năng lượng băng thuộc tính đậm đà như vậy, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha, phải biết, thứ này phát ra năng lượng ba động so với thiên nhiên băng tủy đều nồng đậm không ít. Thực lực phệ hồn huyết tầm có lẽ không mạnh, nhưng dù sao cũng là cửu giai hồn thú, trên mặt đất tiềm hành tốc độ rất nhanh. Hơn nữa bởi vì rất nhỏ, sẽ không tạo thành động tĩnh lớn, cũng rất khó bị những thực cốt trùng đó phát hiện. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ. Trong đầu Tiêu Phàm đột nhiên hiện ra một bức họa, phía trước phệ hồn huyết tàm là một cái hang băng phong. Chính giữa hang có một ao hồng thủy, bên trong vậy mà chảy ra một oa hắc sắc dịch thể, chất lỏng thập phần sền sệt. Quỷ dị là phía trên hắc sắc dịch thể lại lượn lờ một tầng sương mù màu trắng, tản ra một cỗ băng hàn chi ý, cho dù chiến thánh cảnh đụng phải đoán chừng cũng sẽ đông thành tượng băng. Hắc sắc dịch thể về sau vậy mà biến thành bạch sắc. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm cũng chấn kinh tới cực điểm, cũng không phải hắc sắc dịch thể quái dị, mà là hắn nhận ra hắc sắc dịch thể, cho nên nội tâm thập phần không được bình tĩnh. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới bình tĩnh xuống, khó trách nơi này lạnh như vậy, sâu trong lòng đất lại có âm linh thiên thủy trong truyền thuyết. Âm linh thiên thủy, chính là từ vô tận âm khí hội tụ mà thành, nó ẩn chứa năng lượng băng thuộc tính bàng bạc. Có thể dùng để làm thuốc, dược tính thập phần cường đại, hoàn toàn không kém gì linh dược thần giai, thậm chí còn hơn. Bất quá, người bình thường căn bản không làm gì được nó tản mát ra hàn khí cũng đủ để đóng băng cường giả chiến thánh cảnh. Nhất định phải có được nó. Tiêu Phàm hạ quyết tâm, bản thân vừa vặn khuyết thiếu tài nguyên, không nghĩ tới liền nhanh như vậy gặp gỡ sự tình tốt, liền tựa như mệt dã rời lập tức có người đưa gối đầu. Nhìn thấy âm linh thiên thủy màu đen, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên nồng đậm ý cười, nếu như đổi lại chiến thánh cảnh khác, coi như âm linh thiên thủy bày ở trước mắt cũng không làm gì được, may mà ta là một hồn điêu sư. Tiêu Phàm biết rõ, âm linh thiên thủy ẩn chứa năng lượng hàn băng thuộc tính bàng bạc, người bình thường căn bản không có pháp bảo chứa nó. Trừ phi là thần binh, không thì là không có khả năng chứa đựng nó. Đương nhiên, còn có một loại ngoại lệ. Chính là không gian hồn binh hồn văn cấp truyền kỳ cũng là có thể dung nạp nó. Dù sao, hồn văn vốn là căn cứ thiên địa đường vân diễn hóa mà thành, cấp độ so với thiên địa chi lực còn cao hơn nhiều. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm lúc trước lĩnh ngộ bất hủ kiếm giới cũng không có khả năng ngăn cản công kích thiên địa chi lực cường giả chiến đế tối đỉnh. Lúc này, phệ hồn huyết tầm xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm từ bên trong hồn giới lấy ra một cái bình ngọc ném cho phệ hồn huyết tầm.
phệ hồn huyết tầm lần nữa biến mất. Nơi này liền giao cho phệ hồn. Tiêu Phàm rất nhanh từ bên trong kinh hỉ lấy lại tinh thần, hắn đến nơi này không phải vì âm linh thiên thủy, mà là tới cứu bọn Long Vũ. Chỉ là vừa lúc gặp gỡ âm linh thiên thủy, Tiêu Phàm thuận tiện lấy mà thôi, dù sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên. Bình tĩnh tâm thần, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía băng sơn nơi xa, bước chân như lưu tinh xông lên, trước đó phệ hồn huyết tầm đã thăm dò đường, Tiêu Phàm đã biết rõ nơi nào có Long Vũ. Rất nhanh Tiêu Phàm liền tìm tới một cái huyệt động, thông đạo hang động không lớn, cũng chỉ cỡ một trượng, bên trong chất đầy xương khô, lấy nhãn lực Tiêu Phàm, liếc mắt liền thấy rất nhiều thực cốt trùng đang bên trong những cái xương này ngọ nguậy. Toàn thân Tiêu Phàm nổi da gà, thực cốt trùng thực sự quá nhiều, Tiêu Phàm muốn vụng trộm đi vào là không có khả năng. Giết tới, tông mày Tiêu Phàm nhíu lại, trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ. Sau đó hắn lại lắc đầu. Những thực cốt trùng hắn ngược lại là không sợ, mấu chốt là thực não huyết trùng, hắn không thể không lo lắng. Thực cốt trùng linh trí rất thấp, chỉ cần thấy được địch nhân liền sẽ xuất kích, nhưng thực não huyết trùng cực kỳ giảo hoạt, không chỉ nắm giữ năng lực biến ảo, còn có thể nhanh chóng suy nghĩ. Dạng này xông vào, nó nếu giết Long Vũ, hoặc là dùng Long Vũ đến uy hiếp, vậy coi như bị động. Chờ đã, hồn điêu thú. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên. Lấy ra từng khối thạch đầu nhanh chóng bắt đầu điêu khắc, lấy tạo nghệ hồn điêu hắn bây giờ, điêu khắc một chút hồn thú cấp thấp ngược lại là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, hồn điêu thú dưới ngũ giai, Tiêu Phàm căn bản là không có tất yếu điêu khắc, bởi vì hồn điêu sư cấp truyền kỳ đã nắm giữ năng lực điểm thạch thành kim. Đưa tay vung lên, trước người Tiêu Phàm đột nhiên thêm ra trên trăm đầu thực cốt trùng, những thực cốt trùng này trên người không có bất kỳ hồn lực ba động gì, nhưng lại giống như vật sống. Dưới mệnh lệnh Tiêu Phàm, trên trăm đầu thực cốt trùng nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng kích xạ đi. Trên trăm đầu thực cốt trùng tại cùng một chỗ ngược lại là vô cùng dễ thấy, bất quá so với thực cốt trùng trong huyệt động mà nói lại không tính là gì, cho dù thực cốt trùng khác cũng rất khó phát hiện. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một đạo kim sắc hỏa diễm gào thét mà ra, trong nháy mắt xông vào trong thông đạo băng tinh, ngay sau đó, kim sắc hỏa diễm tăng vọt. Đánh thẳng vào toàn bộ hang động. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tiêu Phàm nhìn thấy rất nhiều thực cốt trùng điên cuồng chạy trốn, còn có rất nhiều trực tiếp bị đốt thành cho bụi, vô tận chi hỏa cường đại biết bao, những thực cốt trùng này có thể tiếp nhận như thế nào. Tiêu Phàm đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn một màn này, muốn cứu Long Vũ nhất định phải đem thực não huyết trùng hấp dẫn tới, để cho hồn điêu thú đem Long Vũ đi ra. Hy vọng thuận lợi một chút. Tiêu Phàm cũng có chút khẩn trương, thực não huyết trùng là cửu giai hậu kỳ trở lên, cho dù hắn cũng chưa chắc có thể địch lại. Chủ yếu nhất là thực não huyết trùng còn nắm giữ năng lực biến ảo, so với thực cốt trùng còn cường đại hơn rất nhiều. Theo một cái huyệt động bạo động, hang động khác đột nhiên truyền ra một trận thanh âm tất tất tốt tốt, vô số thực cốt trùng từ trong huyệt động kia tác dụng. Liếc mắt nhìn một cái, Tiêu Phàm liền nổi da gà, những thực cốt trùng này đâu chỉ đến hàng vạn mà tính. Sao hơn một chữ, cực đại huyết long quật, đầu đầu cũng có thực cốt trùng, bao trùm lấy mỗi một góc ngọn núi, Tiêu Phàm thấy cảnh này cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngoài dữ liệu của hắn, thực cốt trùng vậy mà có nhiều như vậy, đơn giản quá là đáng sợ. Nếu như huyết long quật thật có long mà nói, đừng nói một con rồng, chính là 10 con, 100 con cũng không đủ cho bọn nó ăn no. Siêu siêu bỗng nhiên vô số thực cốt trùng phô thiên cái địa cuốn tới. Giống như một mảnh đám mây bạch sắc che khuất bầu trời, Tiêu Phàm cảm giác hô hấp đều có chút ngạt thở. Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, hắn lấy ra từng khối đầu gỗ cùng vật liệu đá, tu la kiếm vũ động, tầm 10 khối vật liệu nhanh chóng biến hóa. Sau một lát, trước người hắn đột nhiên có 10 đầu hồn điêu thú hình dạng khác nhau, đưa tay một chút, 10 đầu hồn điêu thú bỗng nhiên sống lại giết. Khẽ quát một tiếng, Tiêu Phàm dẫn đầu lao ra. Toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, liệt diễm phô thiên cái địa, đốt cháy tứ phương. Lít nha lít nhít thực cốt trùng bị vô tận chi hỏa đốt thành cho bụi, một trận thanh âm xì xì vang lên, hư không tựa như rơi xuống mưa thi thể. Đồng thời, 10 tôn hồn điêu thú cũng lao ra đại sát tứ phương, bọn chúng mặc dù chỉ là bát giai sơ kỳ nhưng ứng phó một chút thực cốt trùng vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt là hồn điêu thú căn bản không phải xương cốt. Thực cốt trùng cũng không làm gì được bọn chúng.
Không thể không nói, thực cốt trùng lần này gặp phải đối thủ, hồn điêu thú hoàn toàn khắc chế bọn chúng, đồng dạng, Tiêu Phàm vô tận hỏa diễm cũng có thể tùy tiện nghiền sát bọn chúng. Thanh âm lốp bốp không ngừng vang lên, những nơi Tiêu Phàm đi qua, đâu đâu cũng có thi thể thực cốt trùng, mặt đất đã phủ kín một tầng thật dày. Những thực cốt trùng này Tiêu Phàm thật đúng là không để ở trong mắt, hắn tâm thần chú ý đến vô số hang động huyết long quật. Quả nhiên không hổ là thực não huyết trùng, thật đúng là vô cùng giảo hoạt, xem ra không có thăm dò ra ranh giới cuối cùng ta, nó là không xuất hiện. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Ngang đột nhiên, từng đợt tiếng long ngâm vang lên, thanh âm rất to, nhưng có thể chấn nhiếp linh hồn. Mấy tức sau, trong ánh mắt Tiêu Phàm, hư không đột nhiên xuất hiện 10 đầu cự long dài mười mấy trượng. Toàn thân cự long huyết hồng, lớp vảy màu đỏ ngòm chiếu lấp lánh, lộ ra một cỗ thí huyết sát ý. Phần bụng sinh ra 4 cái long chảo tản ra quang mang u sâm, mấy cái râu rồng giống như thần tiên tại hư không du đãng, đỉnh đầu bọn chúng mọc ra 2 cây sừng thú to lớn, trên trán có một cái đồ vật đột xuất tựa như một tôn vương miện, chí tôn quý khí. Chân long, con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Sau đó Tiêu Phàm lại lắc đầu, những thú này chỉ là ẩn chứa chân long huyết mạch long mà thôi, từ khí tức trên người chúng phán đoán, hẳn là chiến thánh trung kỳ. Tiêu Phàm mặc dù đã đột phá chiến thánh cảnh sơ kỳ nhưng đối mặt 10 chiến thánh trung kỳ, hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Mấu chốt nhất là bọn chúng cũng đều là chân long huyết mạch, long bên trong hồn thú là cao cấp nhất, sức mạnh thân thể bọn chúng cực kỳ đáng sợ. Một khi không có ưu thế, Tiêu Phàm muốn giết bọn chúng cũng không phải dễ dàng gì. Không có khả năng, thực não huyết trùng tại sao có thể khống chế chân long, bọn hắn hẳn là thực cốt trùng thôn phệ huyết nhục chân long biến ảo. Tiêu Phàm bình phục tâm thần, giữ tu la kiếm trong tay. Hắn biết rõ, hôm nay chú định phải đại khai sát giới. 10 đầu cửu giai trung kỳ chân long cho dù là biến ảo mà thành, Tiêu Phàm cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Năng lực thực cốt trùng biến ảo là thực lực chân thật. Bất quá, bọn chúng cũng có một cái thiếu hụt, chính là thời gian kéo dài không lâu, tối đa cũng chính là một chén trà đến nửa nén hương. Giết chết bọn chúng, Tiêu Phàm làm không khó, chỉ là hắn không muốn bại lộ tất cả thực lực bản thân mà thôi. Dù sao đối thủ của hắn không phải những thực cốt trùng này mà là thực não huyết trùng phía sau. Chỉ hy vọng Long Vũ, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh không việc gì. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, hắn vẫn thật không nghĩ tới, bên trong cốt vực vẫn còn có cường giả như vậy. Đồ Thiên Thương nói cho hắn biết đến nơi này đoán chừng cũng không có ý tứ xuất thủ, hơn nữa Tiêu Phàm cũng không muốn dựa vào Đồ Thiên Thương. Đồ Thiên Thương cứu hắn, Tiêu Phàm đã thập phần cảm kích, cũng không có ý tứ tìm Đồ Thiên Thương hỗ trợ, có chút sự tình vẫn là dựa vào bản thân. Chết, một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm đã xuất kích. Phía sau hắn xuất hiện một đôi huyết sắc cốt xí, xương cánh chấp động giống như hai thanh đao ra khỏi vỏ. Phốc một tiếng, tốc độ Tiêu Phàm nhanh đến cực hạn, trong đó một đầu chân long trực tiếp bị Tiêu Phàm xé thành mảnh vỡ, hóa thành một đoàn chất lỏng màu trắng chiếu xuống hư không. Thực sự là rác rưởi, Tiêu Phàm mặt coi thường, thực nếu là chân long, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, nhưng thực cốt trùng cơ hồ không có một chút tác dụng nào, giết chính là một đống chất dịch phế thải. Bất quá Tiêu Phàm vẫn không có buông tha bọn chúng, nếu thực não huyết trùng muốn thử dò xét ranh giới cuối cùng hắn, Tiêu Phàm sẽ hoàn thành ước nguyện của hắn. Tu La kiếm vũ động, từng đạo kiếm quang lấp lóe, từng đầu huyết long ngã xuống dưới kiếm Tiêu Phàm, những nhục thân này rất mạnh, nhưng tốc độ lại không bằng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù không biết chân long thực lực như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định, thực cốt trùng biến ảo huyết long nên xa xa không có đạt tới thực lực chân long. 10 đầu huyết long cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều tử vong hầu như không còn, 10 tôn hồn điêu thú vẫn đại sát đặc sắc, số lượng thực cốt trùng rõ ràng giảm ít rất nhiều. Kiếm chi luật động, Tiêu Phàm đưa tay chém ra một kiếm, kiếm khí đầy trời bao phủ xung quanh hơn ngàn trượng, thực cốt trùng xung quanh đều bị kiếm khí tiêu diệt. Thực cốt trùng mặc dù rất nhiều, nhưng lại bị Tiêu Phàm mấy lần chém giết. Còn có thủ đoạn gì cầm ra đi? Tiêu Phàm nhìn qua nguyên một đám cửa động u sâm nơi xa, chờ thực não huyết trùng xuất hiện. Đáng tiếc khiến hắn thất vọng là thực não huyết trùng cũng không có hiện thân, Tiêu Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình đi vào. Quả nhiên là một tên hèn nhát. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại,
lựa chọn một cửa hang đi vào, toàn thân đan xen vô tận chi hỏa, phòng bị thực cốt trùng cùng thực não huyết trùng đánh lén. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là nơi hắn đi qua vậy mà rốt cuộc không thấy bất luận thực cốt trùng nào, chẳng lẽ bọn chúng cũng sợ. Tiêu Phàm không cho là như thế, thực não huyết trùng hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng hắn cũng biết rõ một chút tin tức liên quan tới nó, chính là thập phần sợ chết nhưng lại giảo hoạt như cáo, có thù tất báo, coi như sợ cũng là không có khả năng buông tha hắn. Trí tuệ hồn thú có thể so sánh cùng nhân loại thập phần thưa thớt, thực não huyết trùng so với nhân loại càng thêm giảo hoạt, có thể thấy nó đáng sợ. Giờ phút này, bên trong một cái băng thất huyết long quật, một đạo thân ảnh áo bào đen đang lạnh lùng nhìn một mặt vách tường, một đôi con ngươi huyết hồng hiện ra quang mang màu đỏ tươi. Trên vách tường chính ngưng tụ bộ dáng Tiêu Phàm, mọi cử động của Tiêu Phàm đều bị nó giám sát. Chỉ cần ăn ngươi, luyện hóa băng tộc huyết mạch, ta liền có thể nhanh chóng luyện hóa âm linh thiên thủy, đến lúc đó liền có thể nhất cử đột phá chiến thần cảnh, thuế biến thành người. Sau đó thành công dung hợp đồ vật thuộc về ta, cuối cùng lại thôn phệ nhục thân lão bất tử, vô cùng có khả năng siêu việt năm đó, vô luận là ai đều không thể ngăn cản ta. Áo bào đen hung ác nói. Thanh âm nó thập phần khàn khàn, nếu để cho người nghe được, nhất định sẽ toàn thân run lên, thanh âm quá âm trầm. Sau đó, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Long Vũ trên giường bệnh bên cạnh, chậm rãi trôi nổi tới. Xốc lên vành nón, lập tức lộ ra một gương mặt cực kỳ ghê tởm, đỉnh đầu hình tròn tròn, mọc ra mấy bộ lông màu đỏ ngòm, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm bắn ra quang mang. Nó không có mũi, cũng không có lỗ tai. Có chỉ là hai khỏa nhãn cầu màu đỏ ngòm, cùng một cái miệng to lớn, mở ra miệng liền lộ ra hai hàng răng xấu xí. Răng hiện lên hình răng cưa, sắc bén đến cực điểm, nó chậm rãi mở ra, trong đó hai cây răng vậy mà nhanh chóng dài, thập phần bén nhọn. Rất hiển nhiên, nó chính là thực não huyết trùng, cửu giai hồn thú, một trong hồn thú cực ít có trí tuệ. Chênh lệch thời gian không nhiều, băng tộc huyết mạch cũng nên hoàn toàn thức tỉnh. Nhìn Long Vũ, phệ hồn huyết tàm nhe răng cười một tiếng, mở ra miệng rộng liền hướng trên đầu Long Vũ táp tới. Chi chi, đột nhiên một trận thanh âm bén nhọn bên ngoài băng thất vang lên, thực não huyết trùng đột nhiên ngừng thân hình, sau đó lộ ra vẻ phẫn nộ. Nó một bước xông đi lên, mở ra thạch thất, cửa ra vào chính có một đầu thực cốt trùng dài một thước đang miêu tả cái gì. Âm linh thiên thủy không thấy đâu nữa, một đám ngu xuẩn. Thanh âm khàn khàn mà lạnh lẽo từ trong miệng thực não huyết trùng thốt ra, một vệt sáng lóe ra trực tiếp đem đầu thực cốt trùng đánh thành một đống chất lỏng. Sau đó thực não huyết trùng cũng không lo Long Vũ, nhanh chóng hướng về thông đạo bay đi, nó hiện tại quan tâm nhất là âm linh thiên thủy. Cho dù không có Long Vũ băng tộc huyết mạch, nó cũng có thể luyện hóa âm linh thiên thủy, chỉ là tốc độ rất chậm mà thôi, nhưng nếu như không có âm linh thiên thủy mà nói, kế hoạch nhất định thất bại. Khi thực não huyết trùng rời đi, bên trong thông đạo lại thêm ra một đầu thực cốt trùng, chỉ là thực cốt trùng cùng với những cái khác khác biệt, nó trên người hoàn toàn không có bất kỳ hồn lực ba động. Khi thấy Long Vũ, tốc độ thực cốt trùng tăng tốc, cực tốc xông đi vào giờ phút này, Tiêu Phàm trong thông đạo hành tẩu đột nhiên ánh mắt sáng lên, tìm ra rồi. Tiêu Phàm tốc độ bỗng tăng tốc, thông đạo bên trong huyết long quật rất nhiều, tạo thành một cái mê cung to lớn. Bất quá đối với Tiêu Phàm thân làm hồn điêu sư mà nói, cũng không tính là gì. Huống chi, còn có hồn điêu thú thực cốt trùng hắn điêu khắc chỉ rõ phương hướng cho hắn, mê cung này đối với Tiêu Phàm mà nói cũng như thùng rỗng kêu to. Thời gian cũng chỉ mười mấy hai mươi cái hô hấp, Tiêu Phàm liền đi tới vị trí thạch thất của Long Vũ, nhìn thấy Long Vũ hôn mê, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Đưa tay vung lên, Long Vũ biến mất. Hiển nhiên là bị hắn đưa vào không gian bí cảnh Tu La Điện. Đây cũng quá thuận lợi rồi. Tiêu Phàm cau mày một cái, thực não huyết trùng rất giàu hoạt, có thể tìm ra Long Vũ cũng quá đơn giản, vậy mà một chút trở ngại đều không có. Có lẽ là ta đánh giá quá cao thực não huyết trùng, vẫn là trước rời đi nơi này. Tiêu Phàm âm thầm suy nghĩ, hắn chỗ nào biết rõ thực não huyết trùng quan tâm an nguy âm linh thiên thủy hơn. Long Vũ ngược lại là không quan tâm. Bằng không mà nói, vừa nãy Long Vũ đã chết. Phế vật, đều là một đám phế vật, giữ lại các ngươi làm gì? Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, một đạo thanh âm phẫn nộ từ trong thông đạo truyền đến, Tiêu Phàm nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn nào nghĩ đến thực não huyết trùng vậy mà liền nhanh như vậy trở về.
Hơn nữa, Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới thực não huyết trùng lại có thể miệng nói tiếng người. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh xấu xí, thực não huyết trùng cũng vừa lúc nhìn thấy Tiêu Phàm, bốn mắt tương đối. Người trẻ tuổi, là người dở trò quỷ. Thực não huyết trùng đột nhiên sát khí nặng nề nói làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thực não huyết trùng, không nghĩ tới nó vậy mà thực biết nói chuyện, trước đó nghe được là một chuyện, nhưng hiện tại chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Chẳng biết tại sao, thực não huyết trùng cho Tiêu Phàm cảm giác không phải hồn thú, mà là người. Nhất là con mắt nhìn Tiêu Phàm toàn thân không được tự nhiên, tựa như tất cả bí mật bản thân đều bại lộ ở trước mặt hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nắm tu la kiếm, đề phòng nhìn thực não huyết trùng, tuyệt đối không cho nó cơ hội đánh lén. Thực não huyết trùng hai mắt phình lên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không đúng, nói cho đúng là nhìn chằm chằm tu la kiếm, toàn thân hơi hơi run rẩy. Trước đó bởi vì quá xa, nó không có nhận ra tu la kiếm, bây giờ khoảng cách gần quan sát, tự nhiên một cái liền nhận ra. Thực não huyết trùng run giọng nói, tu la điện chủ. Ngươi không phải đã chết sao? Thanh âm khàn khàn nghe được làm Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nhưng mà làm hắn mắt trợn tròn là, thực não huyết trùng đột nhiên xoay người chạy. Vẻn vẹn trong nháy mắt, thực não huyết trùng liền không thấy tăm hơi. Chạy, trong mắt Tiêu Phàm đều là vẻ kinh ngạc, hắn nguyên bổn chuẩn bị liều mạng, nếu như không địch lại, liền đi không gian trong bí cảnh tránh một chút. Nhưng hắn nào nghĩ đến, thực não huyết trùng vậy mà chạy. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng lập tức lách mình ra băng thất, vừa nãy khí tức từ trên người thực não huyết trùng, Tiêu Phàm có thể cảm ứng ra, đối phương là cửu giai đỉnh phong, so với Tư Không Vũ đoán chừng cũng không yếu bao nhiêu. Hắn không cho rằng đối phương sợ hãi hắn, mà là sợ hãi Tu La Điện Chủ, hoặc giả nói là sợ hãi Tu La Điện Chủ đời trước, loại sợ này đến từ thực chất bên trong cùng sâu trong linh hồn. Cho nên thực não huyết trùng nhìn thấy Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm, nó không chút do dự liền chạy. Tiêu Phàm tin tưởng, chờ nó lấy lại tinh thần, nhất định là sẽ giết mình, nhất là nó cùng Tu La Điện Chủ có thù, hiện tại lại có thể nghiền ép bản thân, nó làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội đây. Quả nhiên, ngay khi Tiêu Phàm rời đi ba cái hô hấp sau, một vệt sáng lần nữa xuất hiện ở bên trong thạch thất, đáng tiếc Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi. Tìm cho ta, nhất định phải giết hắn. Thực não huyết trùng gào thét. Tiếng hét lớn khàn khàn quanh quẩn tại từng cái thông đạo, có thể thấy nó giờ phút này phẫn nộ. Năm đó giết ta cũng liền thôi, vậy mà bức ta đoạt xá một đầu côn trùng, năm đó ta không làm gì được Tu La Điện Chủ ngươi, hiện tại, ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, ta muốn để ngươi minh bạch hậu quả đắc tội phục nhất thiếu ta. Thực não huyết trùng dốc hết toàn lực gầm thét, thân thể run rẩy hết sức lợi hại tựa như tại vì rốt cục có thể báo thù mà kích động. Phục nhất thiếu. Tiêu Phàm nghe được cái tên này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bên trong tàn niệm Tu La Điện Chủ đời trước thật là có một chút ký ức cái tên này, chỉ có phải rất toàn diện hay không mà thôi. Ngàn năm trước Phục Nhất Tiếu cũng là một đời chiến thần, hơn nữa còn là chân chính long tộc, xem như long tộc, hắn tự nhiên là ngạo khí vô cùng. Năm đó tranh phong không ít cùng Tu La Điện Chủ, chỉ là mỗi lần đều bị Tu La Điện Chủ áp chế hạ phong, hai người cũng coi là vừa địch vừa bạn. Về sau chẳng biết tại sao, Phục Nhất Tiếu muốn giết Tu La Điện Chủ lần này cũng là không có bất kỳ cái gì lưu tình giết Phục Nhất Tiếu, bất quá linh hồn Phục Nhất Tiếu lại đào thoát. Đột phá chiến thần cảnh, linh hồn đã có thể ly thể, thậm chí còn có thể đoạt xá trọng sinh, Phục Nhất Tiếu chính là ví dụ như vậy. Chỉ là linh hồn ly thể thời gian không thể quá dài, bằng không sẽ tan thành mây khói. Không thể không nói, Phục Nhất Tiếu rất không may. Linh hồn hắn mặc dù lặng yên không một tiếng động bỏ chạy, nhưng bên trong quá trình hắn trốn đi lại không thấy được bất luận sinh linh nào. Đừng nói tu sĩ nhân loại, cho dù hồn thú đều không có nhìn thấy một đầu, không biết qua bao lâu, linh hồn hắn rốt cục không kiên trì nổi, lúc này, một đầu côn trùng tiến vào trong tầm mắt hắn. Côn trùng dĩ nhiên chính là thực não huyết trùng, không đoạt xá, hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ, đoạt xá, hắn về sau liền trở thành một đầu côn trùng. Cuối cùng Phục Nhất Tiếu ngoan tâm vẫn là đoạt xá thực não huyết trùng, lúc ấy thực não huyết trùng chỉ là thực lực bát giai. Phục Nhất Tiếu linh hồn chi lực biết bao cường đại, đoạt xá một đầu bát giai thực não huyết trùng tự nhiên là dễ như trở bàn tay.
Bất quá bên trong quá trình đoạt xá vẫn xuất hiện một chút ngoài ý muốn, linh hồn Phục Nhất Tiếu lần nữa bị thương nặng. Bởi vì linh hồn tổn thương càng thêm tổn thương, Phục Nhất Tiếu rơi vào trạng thái ngủ say, giấc ngủ này chính là hơn ngàn năm thời gian. Nếu không phải là Phục Nhất Tiếu ngủ say cách Âm Linh Thiên Thủy không xa, hắn đoán chừng cũng sống không được lâu như vậy, đã sớm chết không thể lại chết. Nhưng mà thế sự trêu người, Phục Nhất Tiếu chẳng những không chết, hơn nữa còn hấp thu lực lượng Âm Linh Thiên Thủy, lần nữa đột phá đến cửu giai. Những năm này, hắn một mực nỗ lực mới biến thành người, muốn biến thành người, nhất định phải đột phá chiến thần cảnh, bởi vì chỉ có chiến thần cảnh mới có thể tùy ý biến ảo thân thể. Phía sau những sự tình này Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn chỉ biết rõ sự tình Phục Nhất Tiếu đoạt xá thực não huyết trùng. Bởi vì năm đó Tu La Điện chủ đời trước cũng biết rõ việc này, chẳng qua là cảm thấy Phục Nhất Tiếu đã từ long biến thành một đầu trùng, đã đầy đủ không may, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bằng không mà nói, Phục Nhất Tiếu làm sao có thể hơn ngàn năm sau tiếp tục tỉnh lại. Đương nhiên, còn có một việc, Tiêu Phàm cùng Phục Nhất Tiếu hai người đều không biết. Chính là sau khi Phục Nhất Tiếu ngủ say, là Tu La Điện chủ đem hắn đưa đến nơi này. Nếu như không phải Tu La Điện chủ, Phục Nhất Tiếu làm sao có thể vừa lúc ngủ say bên cạnh Âm Linh Thiên Thủy đâu. Trên đời này vẫn còn có sự tình cẩu huyết như thế, Phục Nhất Tiếu cũng thật là không may, lập tức liền từ long biến thành một đầu trùng, khó trách hắn sợ hãi Tu La Điện chủ như thế, vậy hắn hiện tại rốt cuộc là trùng hay là long đây? Tiêu Phàm thu liếm tâm thần. Nghe được bên trong thông đạo quanh quẩn thanh âm Phục Nhất Tiếu, Tiêu Phàm cũng rất muốn cất tiếng cười to. Chỉ là vừa nghĩ tới Phục Nhất Tiếu là chiến thánh cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm lại cười không ra, dạng thực lực này không phải hắn có thể địch. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không có sợ hãi, đánh không lại chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Bên trong thông đạo, đầu đầu cũng có thực cốt trùng, Tiêu Phàm một người một kiếm đại sát tứ phương, vô tận hỏa diễm cuồn cuộn. Những thực cốt trùng này lại làm sao có thể ngăn hắn? Không biết Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ở đâu, bất quá bây giờ muốn cứu bọn hắn đoán chừng cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm cau mày. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm rốt cục rời đi huyết long quật, từ cửa động bắn nhanh ra, sau một khắc, một đạo huyết sắc lưu quang bắn về phía Tiêu Phàm. Thành công, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, phệ hồn huyết tàm rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm. Nhìn bình ngọc trong lòng bàn tay, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Chi chi. Phệ hồn huyết tàm có chút hưng phấn kêu to mấy tiếng, cái này Âm Linh Thiên Thủy đối với nó mà nói cũng là vật đại bổ. Ngươi muốn đột phá, chưa hẳn cần cái này, những thực cốt trùng ẩn chứa hồn lực cũng không ít, huống chi, thực cốt trùng không phải một trong thiên địch của ngươi sao? Tiêu Phàm cười nói. Phệ hồn huyết tàm rung động một cái, sau đó hóa thành một vệt sáng bắn ra. Tiêu Phàm nói không sai, những thực cốt trùng ẩn chứa hồn lực, rất có thể để nó đột phá cửu giai trung kỳ, nó tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tu La Tiểu Nhi, nạp mạng đi. Cũng đúng lúc này, bên trong huyết long quật truyền ra một tiếng gầm từ đằng xa, vang vọng thật lâu trên không trung. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy thực não huyết trùng một bộ áo bào đen, không đúng, nói cho đúng là Phục Nhất Tiếu, nó đứng lơ lửng trên không, lạnh như băng nhìn hắn. Cái bộ dáng nhìn qua muốn buồn cười có bao nhiêu buồn cười, bất quá Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường hắn. Đã từng là chiến thần cảnh, hiện tại cũng là chiến thánh đỉnh phong, như thế nào Tiêu Phàm hắn có thể không cẩn thận. Huống chi, bên người Phục Nhất Tiếu còn có mấy chục đầu huyết sắc cự long đứng lơ lửng trên không, mỗi một đầu huyết long trên người phát ra khí tức đều mạnh hơn Tiêu Phàm. Rất hiển nhiên, bọn chúng đều là cửu giai trung kỳ, cũng chính là chiến thánh trung kỳ trở lên. Cái đội hình này, liền Tiêu Phàm cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, lấy thực lực hắn không phải đối thủ bọn chúng. Nếu như Ảnh Phong bọn hắn đột phá chiến thánh cảnh còn tốt, Tiêu Phàm có thể cho bọn họ ra đánh một trận, nhưng hiện tại, Ảnh Phong bọn hắn vẫn chỉ là chiến đế cảnh, cũng không phải đối thủ bọn chúng. Đối mặt tràng diện lớn như vậy, Tiêu Phàm không có bị dọa đến lập tức chạy trốn đã coi như là thập phần dũng cảm. Người trẻ tuổi, đem Âm Linh Thiên Thủy giao ra. Lão hủ cho ngươi một cái chết thống khoái. Phục Nhất Tiếu nhìn Tiêu Phàm không nói, còn tưởng rằng Tiêu Phàm bị dọa sợ, lập tức chỉ cao khí dương nói, thanh âm thập phần khàn khàn. Cái gì Âm Linh Thiên Thủy, ta chỉ là cứu bằng hữu ta mà thôi. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói,
hắn như thế nào lại thừa nhận âm linh thiên thủy trên người đây? Mặc dù Tiêu Phàm không biết Phục Nhất Tiếu dùng âm linh thiên thủy tới làm cái gì, nhưng âm linh thiên thủy đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ chân quý, đồ vật trên tay, Tiêu Phàm không có đạo lý giao ra ngoài. Còn dám gạt ta, lão hủ mặc dù không biết ngươi là làm sao hàng phục phệ hồn huyết tầm, nhưng trên người ngươi có hồn lực nó ba động. Phục Nhất Tiếu giãy giụa cái đầu xấu xí, trong mắt phóng huyết quang. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, thầm nói, ngược lại là quên phệ hồn huyết tàm cùng thực não huyết trùng là thiên địch, hắn có thể cảm ứng được hồn lực phệ hồn ba động rất bình thường. Âm linh thiên thủy xác thực trên người ta. Dù sao Phục Nhất Tiếu đã biết rõ, Tiêu Phàm dứt khoát cũng liền thừa nhận. Phục Nhất Tiếu nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Phàm sẽ lấy cớ, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà liền thừa nhận, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Nói, chỉ cần ngươi đem âm linh thiên thủy giao cho ta, ta liền để ngươi rời đi, như thế nào? Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường, thực não huyết trùng bản tính giảo hoạt, huống chi trong thân thể vẫn là lão quái vật hơn ngàn năm. Nếu như đem âm linh thiên thủy cho hắn, đoán chừng chờ đợi Tiêu Phàm chính là tử vong. Tiêu Phàm không có ngốc như vậy, hiện tại thẻ đánh bạc duy nhất chính là âm linh thiên thủy, hơn nữa. Hắn cũng căn bản không có dự định đem âm linh thiên thủy giao ra ngoài. Ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi à, uổng cho ngươi đã từng là chiến thần, xem ra là càng sống càng thụt lùi, đem âm linh thiên thủy cho ngươi, ngươi sẽ tha ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, ngươi cũng đừng nghĩ đến giết ta có thể có được âm linh thiên thủy, ta tùy thời có thể đem nó đưa vào một vùng không gian khác. Trong mắt Phục Nhất Tiếu huyết quang lấp lóe, hắn tự nhiên tin tưởng Tiêu Phàm nói. Muốn đem một đồ vật hủy diệt kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần hủy diệt hồn giới chứa nó là được. Hồn giới bên trong là một mảnh không gian kỳ lạ, một khi hồn giới hủy diệt, đồ bên trong sẽ tiến vào không gian loạn lưu, điểm này Phục Nhất Tiếu rất rõ ràng. Cũng chính là bởi vì như thế, Phục Nhất Tiếu mới không có lập tức động thủ Tiêu Phàm, đến thời điểm nếu cá chết lưới rách, không may là tất cả mọi người. Chỉ ít, ở trong mắt Phục Nhất Tiếu, tính mệnh Tiêu Phàm là không có trọng yếu. Người trẻ tuổi, người muốn như thế nào? Thanh âm Phục Nhất Tiếu khàn khàn càng ngày càng âm lãnh, âm linh thiên thủy đối với hắn mà nói ngược lại cũng không phải là thập phần tất yếu. Nhưng hắn nghĩ trong thời gian ngắn khôi phục tu vi, lại nhất định phải đạt được âm linh thiên thủy. Bạn ta bị ngươi bắt đi, chỉ cần ngươi đem bạn ta giao ra, ta liền đem âm linh thiên thủy cho ngươi. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tìm lâu như vậy đều không tìm ra Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Tiêu Phàm cũng không có cách nào, hắn thập phần hoài nghi Phục Nhất Tiếu thật có khả năng đã ăn Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Phục Nhất Tiếu nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, bạn hắn, không phải là hai đầu hồn thú đi, đều do lão đồ vật kia, nếu như không phải hắn, ta đã sớm được thứ vốn thuộc về ta. Nghĩ vậy, trong mắt Phục Nhất Tiếu đột nhiên phóng lãnh quang, sát ý như ẩn như hiện. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống, Phục Nhất Tiếu nhìn chăm chú Tiêu Phàm nơi xa nói, chỉ cần ngươi đem âm linh thiên thủy cho ta, ta liền giao ra bọn hắn. Còn người Tiêu Phàm gắt gao nhìn chăm chú lên hai mắt Phục Nhất Tiếu, ánh mắt rõ ràng lấp lóe một cái, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thực bị hắn ăn? Ngươi cảm thấy ta ngu như vậy? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc, bên trong tản ra từng tia hàn khí. Hư không trong nháy mắt bị đông cứng thành hàn băng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Rất hiển nhiên, bên trong chứa chính là âm linh thiên thủy, nơi xa con người Phục Nhất Tiếu co rụt lại, thiếu chút nữa thì lao tới, bất quá hắn vẫn cưỡng ép nhìn xuống. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng lập tức cười lên, Phục Nhất Tiếu càng lo lắng, vậy liền đại biểu âm linh thiên thủy trong lòng hắn càng trọng yếu, Tiêu Phàm tự nhiên cũng liền càng vui vẻ. Hắn lấy ra một chiếc hồn giới. Liền đem bình ngọc chứa âm linh thiên thủy để vào trong đó, ngón tay nắm vuốt hồn giới phóng một cỗ hồn lực ba động bá đạo. Người trẻ tuổi, người muốn làm gì? Người nếu hủy âm linh thiên thủy, ta nhất định để ngươi và bạn ngươi sống không bằng chết, ngươi có tin không? Phục Nhất Tiếu thấy thế, lập tức gầm thét tới cực điểm, dùng hết toàn lực quát ầm lên. Uy hiếp ta sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, nếu như hắn muốn đi, Phục Nhất Tiếu thật đúng là chưa chắc có thể. Chỉ là hắn nhất định phải vì Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cân nhắc mà thôi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không phải một kẻ sẽ bị người uy hiếp,
cười lạnh nhìn Phục Nhất Tiếu nói, người biết rõ ta ghét nhất người khác là cái gì không? Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Dứt lời, đầu ngón tay Tiêu Phàm dùng sức, đầu ngón tay hồn giới chuyển đến một tiếng ken két, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Chờ đã, Phục Nhất Tiếu hét lớn, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, một khi hồn giới vỡ ra, âm linh thiên thủy khả năng liền cũng không chiếm được. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không đem ta bản ta giao ra, ta hủy âm linh thiên thủy. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, ngươi không phải uy hiếp ta à, hiện tại xem ai uy hiếp ai. Phục Nhất Tiếu ánh mắt càng ngày càng âm trầm, hắn biết rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối dám hủy âm linh thiên thủy, đến thời điểm đó hắn khả năng liền uổng công vô ích, công dã tràng. Ba, cũng không đợi Phục Nhất Tiếu phản ứng, Tiêu Phàm liền bắt đầu đếm ngược. Hai, tốc độ Tiêu Phàm đếm ngược rất nhanh, căn bản không cho Phục Nhất Tiếu cơ hội cân nhắc, kỳ thật Tiêu Phàm cũng đang đánh cược, cược Phục Nhất Tiếu không nỡ hủy âm linh thiên thủy. Bạn ngươi không ở nơi này, Phục Nhất Tiếu vội vàng hét lớn. Ngươi còn trêu chọc ta, Tiêu Phàm thần sắc vô cùng băng lãnh, tay phải hơi hơi dùng sức, đầu ngón tay hồn giới trực tiếp nổ tung. Ngươi, ngươi hủy âm linh thiên thủy, Phục Nhất Tiếu nhe răng trợn mắt, khuôn mặt sợ hãi tới cực điểm, hướng về phía Tiêu Phàm quát ầm lên, tiếng gầm đáng sợ xông thẳng Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa tràn ngập một loại uy áp thiên địa vô cùng đáng sợ, thân hình Tiêu Phàm đều mãnh liệt run rẩy lên. Nhìn thấy Tiêu Phàm hủy âm linh thiên thủy, Phục Nhất Tiếu cũng triệt để tức giận, xung quanh nhấc lên một cỗ hồn lực phong bạo cuồng bạo, thực lực chiến thánh cảnh đỉnh phong triển lộ không bỏ sót. Vô cùng vô tận thiên địa uy áp bao phủ Tiêu Phàm, thân thể Tiêu Phàm bỗng nhiên run rẩy một cái, hắn vội vàng thi triển tu la thần thể, lúc này mới ngăn cản cỗ uy áp kia. Nơi xa Phục Nhất Tiếu phẫn nộ tới cực điểm, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, mỗi một bước, thiên địa đều run lên bần bật, hư không xuất hiện từng đạo liệt phùng. Đây chính là đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ thiên địa chi uy lực lượng. Âm linh thiên thủy ở chỗ này, vừa ta chỉ là nói đùa mà thôi. Tiêu Phàm thấy thế cũng bị dọa kêu to một tiếng, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Hắn trong tay lại thêm ra một cái bình ngọc, miệng bình bốc lên hàn khí, so với trước càng thêm nồng đậm không ít, rất hiển nhiên, vừa bị hủy diệt bên trong cũng không có quá nhiều âm linh thiên thủy. Tiêu Phàm vừa mới cũng chỉ là dọa Phục Nhất Tiếu mà thôi, nào sẽ nghĩ đến hắn vậy mà kém chút nổi điên. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lại phát hiện phía sau lưng bản thân mồ hôi đã chảy ướt lưng. Phục Nhất Tiếu thấy thế, khí thế trên người giống như nước thủy triều thối lui, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi dám trêu chọc ta. Không phải ngươi trêu chọc ta trước sao? Tiêu Phàm mắng trả lại, hắn rốt cục minh bạch tầm quan trọng âm linh thiên thủy trong lòng Phục Nhất Tiếu. Một khi hắn hủy âm linh thiên thủy, Phục Nhất Tiếu khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá Tiêu Phàm cũng chưa từng nghĩ tới hủy diệt âm linh thiên thủy, dạng đồ vật nếu bị hủy, vậy coi như là phung phí của trời, sẽ gặp sét đánh. Phục Nhất Tiếu trầm mặc không nói, con người băng lãnh nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm. Vẫn là câu nói kia, đem bạn ta giao ra, ta liền đem âm linh thiên thủy cho ngươi. Tiêu Phàm bình phục suy nghĩ, hắn hiện tại không muốn để cho Phục Nhất Tiếu phát cuồng. Ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ngươi cũng phải có thành ý. Âm thanh Phục Nhất Tiếu lạnh lùng nói, hắn cũng không dám chọc giận Tiêu Phàm, hắn tin tưởng, Tiêu Phàm cũng là thực có can đảm vò đã mẻ không sợ rơi, thực hủy âm linh thiên thủy. Chỉ cần bạn ta yên ổn rời đi, âm linh thiên thủy liền cho ngươi, bằng không mà nói, ngươi nghĩ cũng đừng ngẫm lại. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần kiên định. Nói đùa cái gì, vừa mới tiểu ra là kiến thức thực lực ngươi chân chính, nếu như ta đem âm linh thiên thủy cho ngươi, chính là 10 cái mạng cũng không đủ chơi. Tiêu Phàm hiện tại cũng không nghĩ tới biện pháp yên ổn rời đi, hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, chỉ cần có thể cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh là đủ. Hắn cũng từ trong lời nói Phục Nhất Tiếu nghe ra ý tứ, chính là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh còn chưa có chết. Điều này cũng làm cho hắn buông lỏng một hơi. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc kiên định, Phục Nhất Tiếu cũng không dám đem Tiêu Phàm bức thật chặt, nếu quả thật hủy âm linh thiên thủy, vậy liền không được. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Phục Nhất Tiếu khẽ cắn môi, răng cưa lộ ra một loại hàn quang đáng sợ. Tự nhiên, Tiêu Phàm gật đầu nói. Đều lui ra ngàn trượng bên ngoài. Phục Nhất Tiếu quát to,
thực cốt trùng khác thấy thế, nhao nhao giống như nước thủy triều thối lui, rất nhanh liền không thấy tăm hơi, đây cũng là thủ tín Tiêu Phàm, sau đó Phục Nhất Tiếu lại nói, ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm gật đầu, cuối cùng vẫn theo Phục Nhất Tiếu đi đến, chỉ là cùng Phục Nhất Tiếu duy trì đầy đủ cự ly, đoạn khoảng cách này Tiêu Phàm đủ để đột phá hủy diệt âm linh thiên thủy. Phục Nhất Tiếu cũng nhìn ra ý nghĩ Tiêu Phàm, hắn nơi nào còn dám đánh lén Tiêu Phàm, nếu như là chiến thánh cảnh sơ kỳ khác hắn có thể sẽ không coi vào đâu. Nhưng Tiêu Phàm là Tu La Điện điện chủ, không được khinh thường hắn, năm đó hắn không phải cũng là một lần thua ở trên người Tu La Điện chủ sao? Một khi gây áp bách Tiêu Phàm, đến thời điểm hắn hủy âm linh thiên thủy, muốn khôi phục đỉnh phong, kế hoạch sẽ phải trì hoãn vô kỳ hạn. Tiêu Phàm đi theo Phục Nhất Tiếu tiến vào hang động bên trong huyết long quật, hồn lực Tiêu Phàm một mực chú ý đến Phục Nhất Tiếu, sợ hắn đánh lén. Cũng không biết đi bao lâu, băng tinh thông đạo tựa như vô cùng vô tận, một mực không có cuối cùng. Bất quá Tiêu Phàm lại phát hiện một việc hết sức kỳ lạ, chính là theo bọn hắn xâm nhập, nhiệt độ bốn phía lên cao không ít, cỗ lạnh ý biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở nên có chút ấm áp. Chẳng lẽ là bởi vì âm linh thiên thủy bị lấy đi? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Tiêu Phàm liền phát hiện cũng không phải là chuyện như thế, coi như âm linh thiên thủy biến mất cũng sẽ không nóng như thế. Hiện tại bốn phía nhiệt độ đâu chỉ cực nóng, đều có chút làm cho người ta tiếp nhận không được, điều đó là trong lòng Tiêu Phàm tràn ngập nghi hoặc. Hơn nữa tiếp tục thâm nhập sâu, nguyên bản băng tinh thông đạo cũng biến thành động rộng rãi, bốn phía vách đá hiện ra xích hồng, chiếu rọi lấy hỏa hồng quang mang. Bọn hắn đến cùng ở nơi nào? Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn trong lòng có chút bất an, huyết long quật có vẻ như so với tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. Bọn hắn ngay tại bên trong. Phục Nhất Tiếu thản nhiên nói, tiếp tục tiềm hành chừng 30 trượng cự ly, thông đạo đột nhiên trở nên rộng rãi. Tầm 10 tức sau, Phục Nhất Tiếu cùng Tiêu Phàm lần lượt đi ra khỏi thông đạo, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, phía trước Tiêu Phàm xuất hiện một đầu hẻm núi dung nham to lớn. Hẻm núi không sai biệt lắm rộng chừng 100 trượng, sâu 30-40 trượng, bên trong hẻm núi chảy xuôi kim sắc dung nham, một cỗ hỏa diễm thỉnh thoảng cổ động, sóng nhiệt cuồn cuộn bành trướng. Đối diện trên vách đá cũng có vô số thông đạo, chỉ là những thông đạo kia lại hiện ra xích hồng sắc, hỏa diễm ở trong đó đốt cháy. Thông đạo phía sau Tiêu Phàm bọn hắn tuy cũng tương đối nóng rực, nhưng so với đối diện vẫn là tốt hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh, vừa mới vẫn là thế giới băng tinh, bây giờ lại biến thành hỏa diễm thế giới, huyết long quật nhất định chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chẳng lẽ thông đạo phía dưới hỏa diễm cũng cùng âm linh thiên thủy sánh ngang thiên tài địa bảo? Đương nhiên, cái ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng qua, Tiêu Phàm biết rõ, hắn đến nơi này là cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, chỉ là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thực ở chỗ này sao? Ngươi xác định bạn ta ở chỗ này? Tiêu Phàm có chút không tin, dù sao hắn chỉ nói chữ, bạn, Phục Nhất Tiếu làm sao biết rõ bạn mình là ai? Một đầu hoàng kim sư tử, còn có một đầu ám dạ minh chuẩn. Ta nói đúng. Phục Nhất Tiếu xem thường nhìn Tiêu Phàm, sau đó lại nói, ta mang ngươi tới nơi này, cho ta một nửa âm linh thiên thủy. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, trước đó hắn còn hoài nghi, hiện tại hắn thật là có chút tin tưởng, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh khả năng thực ở bên trong. Bất quá Tiêu Phàm sẽ không hoàn toàn tin tưởng, càng sẽ không đem âm linh thiên thủy giao ra ngoài, hắn lắc lắc đầu nói, tùy ý dẫn ta tới một nơi liền kêu ta cho ngươi một nửa âm linh thiên thủy. Ta xem ngươi là lão hồ đồ rồi. Danh con, thật đúng là cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, ngươi không muốn đem âm linh thiên thủy cho ta liền nói rõ, ta cho ngươi một cái chết thống khoái. Phục Nhất Tiếu nổi giận. Tiêu Phàm lần nữa khiêu khích kiên nhẫn hắn, hắn cũng rốt cục nhịn không được. Đột nhiên, một cỗ linh hồn trùng kích đáng sợ xông thẳng tới Tiêu Phàm, mặc dù linh hồn hắn đã từng bị thương nhưng hiện tại đã khôi phục lại chiến thánh cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm sao có thể là đối thủ? Diệt thần, Tiêu Phàm thấy thế, Tu La kiếm không chút do dự chém ra một kiếm, tốc độ nhanh vô cùng, cùng lúc đó đạp chân xuống, thân thể như yến hướng về trong hạp gốc rơi xuống. Tốc độ Tiêu Phàm xuất kiếm rất nhanh, kiếm mang sắc bén phá toái hư không, xông thẳng bên trong não hải Phục Nhất Tiếu, cùng lúc đó, Phục Nhất Tiếu công kích linh hồn, cũng trong nháy mắt chui vào não hải Tiêu Phàm. A hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Tiêu Phàm một kiếm chém trúng linh hồn Phục Nhất Tiếu,
Tu La Tam Kiếm Đệ Tam Kiếm Diệt Thần vốn là công kích linh hồn, phối hợp với kiếm đạo thi triển, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Đồng dạng, Phục Nhất Tiếu là chiến thánh đỉnh phong, linh hồn hắn cường độ biết bao đáng sợ, chui vào trong đầu Tiêu Phàm liền đau vô cùng. Một khắc này liền tựa như ngàn vạn con kiến chui vào đầu hắn, không phải khó chịu bình thường. Tiêu Phàm là lần thứ nhất gặp gỡ cao thủ linh hồn chân chính, bất quá vừa nghĩ tới thân phận Phục Nhất Tiếu hiện tại, hắn là thực não huyết trùng, công kích linh hồn tại đồng bậc tuyệt đối là số một số hai. Nếu đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm chết, nhưng Tiêu Phàm lại mạnh mẽ chống đỡ, hắn một mực không biết linh hồn bản thân cường độ như thế nào. Nhưng đồng dạng vượt qua một hai cái tiểu cảnh giới, thi triển công kích linh hồn đối với hắn không có bất kỳ tổn thương gì. Cũng có lẽ là bởi vì làm người hai đời, cũng có lẽ là bởi vì U Linh chiến hồn, cường độ linh hồn Tiêu Phàm không phải người bình thường có thể so sánh, bằng không mà nói, vừa mới một kích Phục Nhất Tiếu, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Tiêu Phàm một kiếm, Phục Nhất Tiếu rất nhanh liền tiếp nhận, thần sắc hơi có chút trắng bệch, công kích linh hồn có thời điểm cực kỳ hung hiểm, một khi không cẩn thận liền sẽ muốn tính mệnh người, cũng vô cùng có khả năng nhận phản phệ. Vừa nãy nếu như không phải hắn đối với Tiêu Phàm thi triển công kích linh hồn, tự nhiên có thể tránh thoát Tiêu Phàm một kiếm. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻn vẹn kêu thảm một tiếng, trong mắt Phục Nhất Tiếu đều là vẻ kinh ngạc, hắn nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm công kích linh hồn cường đại như thế. Trước đó cùng Tiêu Phàm cách xa nhau quá xa, hơn nữa Tiêu Phàm cũng một mực đề phòng hắn, hắn một mực không có công kích Tiêu Phàm. Vừa mới cố ý nổi giận, hấp dẫn lực chú ý Tiêu Phàm. Sau đó khoảng cách gần công kích dùng linh hồn công kích Tiêu Phàm, hắn thấy, Tiêu Phàm là không có khả năng sống sót. Sự thật hoàn toàn tương phản, Tiêu Phàm nhìn qua cũng không có gì đáng ngại. Gào thét một tiếng, Phục Nhất Tiếu lách mình hướng xuống dưới, lần này hắn không dám tiếp tục thi triển công kích linh hồn, giết địch 1000, tổn hại 800, hắn làm không nổi. Bất quá Tiêu Phàm lại sợ Phục Nhất Tiếu đánh lén, lại liên tục thi triển ra mấy kiếm. Thân thể hắn cách dung nham càng ngày càng gần. Coi như Phục Nhất Tiếu cách Tiêu Phàm chỉ có một trượng, Tiêu Phàm phù phù một tiếng rơi vào bên trong biển dung nham, tóe lên 6-7 trượng sóng dung nham. Phục Nhất Tiếu thấy thế vội vàng hướng về không trung bắn nhanh đi, nhìn biển dung nham phía dưới bốc lên, nhe răng trợn mắt nói, hừ, vậy mà tự sát. Thế hệ Tu La Điện chủ này nhìn đến thật đúng là nhát gan. Đáng tiếc âm linh thiên thủy. Vừa nghĩ tới âm linh thiên thủy bị hủy, Phục Nhất Tiếu liền vô cùng phẫn nộ, đồ vật này với hắn mà nói, mặc dù không phải tất không thể thiếu, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu, bằng không hắn cũng sẽ không bị Tiêu Phàm uy hiếp. Phục Nhất Tiếu vững vàng rơi vào phía trên vách núi, nhìn chăm chú thông đạo dung nham đối diện, lạnh giọng nói, coi như không có âm linh thiên thủy, chỉ cần được đồ vật kia, ta cũng có thể một lần nữa đứng ở đỉnh phong, lão đồ vật, ta liền không tin ngươi không cho bọn hắn đi ra. Vừa dứt lời, Phục Nhất Tiếu trong miệng phát ra từng đợt thanh âm ong ong, thanh âm chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán đi, sau một lát, lít nha lít nhít thực cốt trùng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đem huyết long quật vây quanh, người dám xông vào, giết không tha. Phục Nhất Tiếu nghiêm nghị nói, con người huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Đột nhiên, con người Phục Nhất Tiếu mãnh liệt rung động một cái, chỉ thấy vách núi đối diện, một vệt sáng từ trong dung nham bắn ra. Trong nháy mắt rơi vào phía trên vách núi, nghiền ngẫm nhìn hắn. Phục Nhất Tiếu, ngươi cẩu vật, chờ tiểu gia đi ra lại lấy mạng chó của ngươi. Một tiếng gầm điên cuồng từ đối diện truyền đến. Ngươi làm sao không chết? Phục Nhất Tiếu trong lúc nhất thời quên phẫn nộ, trên mặt đều là vẻ dữ tợn, thực não huyết trùng dáng dấp vốn là thập phần xấu xí, hiện tại nhìn qua càng thêm âm trầm. Đối diện trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Hắn tà tà cười nói. Liền không nói cho ngươi, nín chết ngươi cái lão đổ vật. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm lười nhác lại phản ứng Phục Nhất Tiếu, cho nên lựa chọn một đầu thông đạo đi vào. Là vô tận chi hỏa, Phục Nhất Tiếu trong nháy mắt nhớ tới cái gì, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Không sai, thân làm Tu La Điện chủ Tiêu Phàm là nắm giữ vô tận chi hỏa, hắn lại làm sao có thể sợ dung nham đây, bây giờ nhiệt độ vô tận chi hỏa không phải dung nham có thể so sánh. Ngươi chạy không thoát, đến lúc đó ta nhất định sẽ ăn đầu óc ngươi, lại đem huyết nhục cùng xương cốt ngươi cho bọn nó ăn, gặm ngươi ngay cả cặn cũng không còn. Phục Nhất Tiếu sát khí nặng nề nói.
Trừ Tu La Điện Chủ đời trước, hắn còn là lần thứ nhất ghi hận một người như thế, một chiến thánh cảnh sơ kỳ liền bị chiến thần ghi hận, Tiêu Phàm cũng coi là may mắn. Tiêu Phàm đi vào bên trong thông đạo, sóng lửa nóng rực nhào tới trước mặt, quanh người hắn đan xen vô tận chiến hồn, đem hỏa diễm tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Vách đá hiện ra hỏa hồng sắc, nóng hổi vô cùng, ẩn ẩn còn lộ ra hỏa diễm hồng quang, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nếu như xâm nhập nơi này, như thế nào có thể sinh tồn. Bất quá Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc là, huyết long quật vậy mà một nửa đông lạnh, băng phong vạn lý, đổi thành một nửa lại sóng nhiệt quay cuồng, nóng rực đến cực điểm, đây cũng quá khác thường. Nếu như không phải nắm giữ vô tận chiến hồn, Tiêu Phàm thật đúng là tiếp nhận không được hoàn cảnh ác liệt tra tấn. Tiêu Phàm điêu khắc vài đầu hồn điêu thú hỏa thuộc tính, nhưng mà căn bản là không có cách tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt, vẻn vẹn mười mấy hô hấp liền đốt không còn một mảnh. Bất đắc dĩ, Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào bản thân tìm kiếm, chỉ là nửa ngày tiếp đó, Tiêu Phàm hoàn toàn không thu hoạch được gì. Ngang đột nhiên, một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc tiếng vang lên, nguyên bản Tiêu Phàm có chút mệt rã rời, đột nhiên thần sắc chấn động, cảm giác màng nhĩ đều kém chút bị đánh rách tả tơi. Cái tiếng long ngâm này bên trong thông đạo vô hạn phóng đại, hơn nữa thanh âm bên trong ẩn chứa công kích linh hồn, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Có vẻ như ngay phía trước cách đó không xa. Trên trán Tiêu Phàm nhỏ xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, dưới chân hắn tăng tốc, cấp tốc hướng về phía trước phóng đi. Cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ có tiếng long ngâm vang lên, Tiêu Phàm đã bắt được quy luật tiếng long ngâm, hơn nữa, hắn phát hiện thông đạo nơi này vậy mà cũng là một bộ hồn văn đồ. Không sai biệt lắm sau 3 canh giờ, một mảnh không gian hỏa diễm to lớn rốt cục tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đứng ở cuối thông đạo, trợn to hai mắt nhìn tất cả bên trong không gian hỏa diễm. Không gian hỏa diễm rất lớn, không sai biệt lắm có hơn ngàn trượng, ở nơi này trong không gian to lớn vậy mà nằm một đầu cự long toàn thân xích hồng như máu. Cự long lượn vòng thân thể, lại cơ hồ đem cả vùng không gian lấp đầy, có thể thấy cự long khổng lồ, Tiêu Phàm không khỏi nuốt nước miếng. Lân giáp yêu dị như máu tản ra hỏa hồng sắc quang mang, tựa như hồng sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Long cực đại đối diện vị trí Tiêu Phàm ở trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tiêu Phàm gặp qua hồn thú to lớn nhất cũng liền 20-30 trượng, cái kia đã coi như là quái vật khổng lồ, nhưng mà những hồn thú đó ở nơi này trước mặt cự long liền giống như sâu kiến. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm từ bên trong tu la truyền thừa nhận ra lai lịch huyết sắc cự long, cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới kinh ngạc. Huyết thần long. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trực tiếp kinh hô ra, thân thể hơi hơi run rẩy. Tiêu Phàm nhìn qua huyết thần long, tâm thần thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn xoa xoa hai mắt, còn coi là tự mình làm một giấc mộng. Huyết thần long, đây chính là thần long chân chính trong truyền thuyết, trên vạn năm khó gặp, nhưng mà bây giờ lại ở chỗ này nhìn thấy. Trong đầu Tiêu Phàm hồi tưởng lại hoa hạ thần long kiếp trước nhìn thấy trong bức họa. Huyết thần long hình thể mặc dù lớn rất nhiều nhưng tổng thể nhìn qua lại là một dạng. Bất quá, Tiêu Phàm đối với huyết thần long bản năng có loại e ngại, trước tiên nghĩ đến là lập tức rời đi, trên người huyết thần long phát ra khí thế làm hắn có loại cảm giác quỷ bái. Nếu như không phải hắn ý chí đầy đủ kiên định, Tiêu Phàm coi như thật quỳ xuống. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, nhục thể huyết thần long rõ ràng ẩn chứa sinh cơ bàng bạc nhưng hắn lại không có từ trên người huyết thần long cảm nhận được bất luận sinh mệnh ba động. Chết, Tiêu Phàm mở to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây chính là thần long, trên đời này có ai có thể giết nó, cho dù điện chủ Tu La Điện cũng chưa hẳn là đối thủ của nó đi, huyết thần long cường đại như thế làm sao có thể chết ở chỗ này. Tiêu Phàm nghĩ không ra, trong đầu hắn tràn ngập nghi hoặc. Muốn từ bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm một chút đáp án, nhưng khiến hắn thất vọng là bên trong tu la truyền thừa cũng chỉ là thô sơ giản lược ghi lịch sử huyết long quật. Huyết long quật đã không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, có lẽ là mấy ngàn năm, có lẽ là trên vạn năm, cho dù tu la truyền thừa cũng không có ghi chép nó cụ thể là cái gì xuất hiện, điểm này cũng đủ chứng minh huyết long quật cổ lão. Có lẽ đầu huyết thần long cũng là đi theo huyết long quật cùng một chỗ xuất hiện. Nếu quả thật là như thế mà nói, huyết thần long cũng tồn tại vô tận tuế nguyệt. Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, bình phục một cái suy nghĩ, lần nữa quan sát huyết thần long.
Một đầu sống thần long, Tiêu Phàm nhất định sẽ sợ hãi, nhưng một đầu tử thần long, Tiêu Phàm lại có sợ gì đâu. Đương nhiên, Tiêu Phàm nội tâm vẫn là khó mà bình tĩnh, tử thần long liền uy thế ngập trời, khi sống sót nó lại là hạng gì phong hoa. Đúng rồi, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đâu? Tiêu Phàm liếc nhìn lấy bốn phía, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt bốn phía tìm kiếm Tiểu Kim bọn hắn. Mảnh không gian này rất lớn, hơn nữa đại bộ phận bị nhục thân huyết thần long khổng lồ chiếm cứ, thị lực Tiêu Phàm cũng nhận trở ngại rất lớn. Nếu là địa phương khác, Tiêu Phàm một cái là có thể đem nơi này nhìn mấy lần, hồn lực cũng có thể tùy tiện bao phủ không gian lớn như vậy. Nhưng ở chỗ này, Tiêu Phàm không dám tùy tiện phóng thích hồn lực bản thân, dù là huyết thần long đã chết, Tiêu Phàm cũng không muốn đắc tội thi thể huyết thần long. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không suy nghĩ, trước đó nghe được long ngâm là ai phát ra. Tiền bối, có nhiều quấy rầy, tại hạ tìm bạn liền lập tức rời đi. Tiêu Phàm đến gần huyết thần long, hướng về phía đại long hơi hơi thi lễ. Loại tôn kính này là phát ra từ sâu trong nội tâm, hoặc có lẽ là một phần rất lớn là đến từ thần long hoa hạ chỗ sâu ký ức Tiêu Phàm. Nói không kích động là không có khả năng, kiếp trước Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà có thể nhìn thấy long trong truyền thuyết. Tu La Điện Chủ, không cần khách khí như thế. Khi Tiêu Phàm quay người chuẩn bị đi tìm kiếm Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên bên tai Tiêu Phàm, giống như thần trung mộ cổ, chấn động toàn thân Tiêu Phàm run rẩy dữ dội. Tiêu Phàm tựa như nhìn thấy quỷ, thân thể không tự giác rút lui về sau mấy bước, kém chút ngã ngồi ở mặt đất. Ai, Tiêu Phàm lấy dũng khí xem bốn phía, lại không phát hiện bất luận bóng người nào. Cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào trên thi thể huyết thần long, trong lòng hắn có loại ý nghĩ hoang đường, huyết thần long không phải chết à, làm sao còn có thể nói chuyện đây? Bất quá nói trở lại, Tu La Điện Chủ đời trước không phải cũng một dạng chết à, hắn lưu lại tàn niệm không phải có thể nói chuyện sao? Là tiền bối đang nói chuyện cùng ta, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, cũng có chút kích động. Đây chính là huyết thần long trong truyền thuyết, bản thân lại có thể cùng thần long đối thoại. Không sai, là ta. Thanh âm hùng hậu mà tang thương vang lên, bất quá huyết thần long lại không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở đó, sau đó lại có một đạo thanh âm truyền đến, nhắm lại hai mắt, tâm thần đi theo ta. Tiêu Phàm không nghĩ gì, nhắm hai mắt lại, huyết thần long mặc dù chết, nhưng nếu như muốn gây bất lợi cho hắn mà nói. Căn bản không tất yếu tốn nhiều sức. Liền tựa như tàn niệm Tu La Điện Chủ đời trước, uy thế cường đại, nếu như muốn giết hắn còn không phải chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Huyết thần long cũng giống như thế, thậm chí Tiêu Phàm cảm giác, sống sót huyết thần long so sánh với một đời Tu La Điện Chủ còn cường đại hơn, thân hình khổng lồ chính là chứng minh tốt nhất. Lúc Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt, vì lý do an toàn, Tiêu Phàm tâm thần một phân thành hai. Sau đó cảm giác được một cỗ lực lượng nhu hòa dẫn đạo tâm thần hắn. Tiêu Phàm cũng không có chống cự, một nửa tâm thần theo dẫn đạo chi lực chậm rãi ly thể, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một mảnh huyết sắc không gian, một lão giả mặc trường bào màu đỏ ngòm cười đi tới. Lão giả trường bào màu đỏ ngòm đại khái 50-60 tuổi, xương trán nhô ra, ánh mắt khoác thước, đầu đội một cái hoàng kim phát quan, tản ra một cỗ khí thế cường đại. Tu La Điện Chủ hữu lễ. Tại hạ là đế thương. Huyết bào lão giả hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, cỗ uy nghiêm trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, liền tựa như một lão nhân hòa ái dễ gần. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, chẳng biết tại sao, đế thương lão đầu cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bất quá Tiêu Phàm ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Tại hạ Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối. Mặt ngoài tôn trọng tối thiểu nhất Tiêu Phàm vẫn là muốn cho. Nhìn đế thương, Tiêu Phàm lại nói, tiền bối, ngươi. Ta cũng đã chết đúng không? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, đế thương liền cắt ngang Tiêu Phàm nói, ta xác thực đã chết, đây chỉ là tàn niệm mà thôi. Hình như ngươi cũng không giống tàn niệm. Trong lòng Tiêu Phàm buồn bực, hắn gặp qua tàn niệm không ít, nhưng đế thương căn bản không giống tàn niệm. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, bất quá hắn tuyệt đối vẫn là sẽ không nói ra. Nhưng trong lòng cho bản thân một cái tỉnh. Không biết tiền bối gọi ta tới là vì cái gì, nếu như không có cái gì trọng yếu, vậy ta liền rời đi. Tiêu Phàm nói ra, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Ta bảo ngươi đến, đương nhiên là có sự tình. Ánh mắt đế thương có chút trốn tránh,
trên mặt còn lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù hắn đã bảo trì rất tốt, nhưng Tiêu Phàm bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện không phải thường. Nếu tiền bối không muốn nói, vậy vãn bối vẫn là cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Muốn đi, người cảm giác còn có thể đi được sao? Một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, đế thương nói trở mặt liền trở mặt, hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt lui ra phía sau hơn mấy trượng. Mà ở chỗ hắn đứng đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ huyết sắc tạo thành một cái lồng giam, đem Tiêu Phàm vây ở trong. Tiêu Phàm không nghĩ tới đế thương nói trở mặt liền trở mặt, hắn ra sức muốn xông ra khỏi lồng giam sợi tơ huyết sắc, tâm thần truyền đến một loại đau nhói, thân thể bỗng nhiên bị ngăn trở về. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, phẫn nộ nói, người lão đồ vật quả nhiên không có ý tốt, thả ta, bằng không ta để ngươi sống không bằng chết. Thả ngươi, ta thật vất vả đem ngươi tới nơi này, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi sao? Đế thương âm hiểm cười nói, tựa như âm mưu đạt được, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Nói đến đây, đế thương sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, sát cơ nở rộ, một chiến thánh cảnh cũng dám nói khoác mà không biết ngược, để cho ta sống không bằng chết. Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá thiện lương, lại bị một người xa lạ lừa. Vừa nãy đế thương cố ý để huyết thần long tản mát ra uy thế cường đại, Tiêu Phàm còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu cường đại, nhưng mà hiện tại xem xét, Tiêu Phàm lại phát hiện ý thức hắn hết sức yếu ớt, đây cũng là điểm Tiêu Phàm phát hiện không thích hợp. Hiện tại Tiêu Phàm đã hoàn toàn xác định, thực lực đế thương không gì hơn cái này, bằng không hắn cũng sẽ không đem bản thân gạt tới nơi này. Ngươi không phải ý thức huyết thần long, ngươi là ai? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nếu như đế thương biểu hiện thập phần cường thế, Tiêu Phàm còn sẽ sợ hãi mấy phần, hắn càng là không chịu nổi, Tiêu Phàm càng khinh thường. Tiêu Phàm đã đoán được nguyên nhân đế thương muốn vây khốn hắn, 8-9 phần 10 là muốn đoạt thân thể hắn, chỉ là thân thể bản thân dễ dàng đoạt như vậy sao? Đương nhiên, nếu là đổi lại những người khác, đế thương có lẽ thật đúng là có khả năng thành công, nhưng Tiêu Phàm là người nào, hắn nắm giữ năng lực nhất tâm nhị dụng. Đi tới nơi này cũng chỉ bất quá là một nửa tâm thần hắn mà thôi, một nửa tâm thần khác còn có thể thao túng thân thể. Ta là ai? Ta đương nhiên chính là ý thức huyết thần long. Đế thương lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi có nhục thân, ta muốn, ha ha, rốt cục có thể rời đi nơi quỷ này. Chờ đã, Tiêu Phàm vội vàng gọi lại. Ha ha, nghĩ đến nhục thân Tu La Điện Chủ khẳng định sẽ không kém đi. Tiếng cuồng tiếu truyền đến, thân hình đế thương lóe lên liền không thấy tăm hơi, căn bản lười nhác cùng Tiêu Phàm nói nhảm. Tiêu Phàm cau mày, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu nghĩ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Tiêu Phàm hít sâu một cái, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía sợi tơ huyết sắc quanh thân, lấy nhãn lực Tiêu Phàm tự nhiên liếc ra. Những sợi tơ huyết sắc chỉ là một loại hồn văn đặc thù mà thôi. Chỉ là hồn văn lại có thể công kích linh hồn, việc này khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên không thôi. Hồn văn mặc dù rất thâm ảo, nhưng ta có vẻ như cũng có thể xem hiểu một hai. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, như có sở ngộ. Nếu như có thể lĩnh ngộ hồn văn công kích linh hồn, Tiêu Phàm tin tưởng, cường độ linh hồn bản thân tuyệt đối sẽ đạt tới một cấp độ thập phần cường đại. Cho dù đến thời điểm rời đi nơi đây gặp gỡ Phục Nhất Tiếu, Tiêu Phàm cũng không cần e ngại hắn công kích linh hồn. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, lặng lặng quan sát sợi tơ huyết sắc, bắt đầu lĩnh ngộ. Nếu để cho người thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm lúc này còn có tâm thần lĩnh ngộ, qua một lúc khả năng nhục thân đều không. Lại nói ý thức đế thường biến mất ở trong không gian, lần nữa xuất hiện đã là bên ngoài không gian, nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích. Trên mặt đế thương lộ ra vẻ sán lạn. Lão đồ vật, lần này, ai cũng đừng hòng vây khốn ta, người ngay tại nơi này tự sinh tự diệt đi. Đế thương cười ha ha một tiếng, linh hồn hắn không phải bình thường cường đại, lại có thể ly thể mà không tiêu tan. Diệt thần, cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, lại nhìn thấy Tiêu Phàm nguyên bản không nhúc nhích đột nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ một kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm xông thẳng đế thương mà đến. Ngươi làm sao còn có thể động? Đế thương kêu sợ hãi không thôi, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Hắn phản ứng rất nhanh, thân thể đột nhiên hướng một bên tránh đi,
nhưng vẫn chậm nửa nhịp, Diệt Thần một kiếm sát thân thể hắn, tiếng kêu bén nhọn thảm thiết vang lên. Cùng lúc đó, thân thể hắn ảm đạm không ít, linh hồn một khi thụ thương, loại đau khổ này không phải nhục thân thống khổ có thể so sánh. Tiêu Phàm lười nhác nói nhảm với hắn, hắn tự nhiên sẽ không nói cho đế thương, hắn có thể đủ thi triển năng lực nhất tâm nhị dụng. Không đợi đế thương phản ứng, Tiêu Phàm lại liên tục thi triển ra mấy kiếm, Tu La Tam kiếm đệ tam kiếm Diệt Thần chính là công kích linh hồn cường đại, hơn nữa còn là kiếm đạo công kích linh hồn, liền Phục Nhất Tiếu đều bị thương nặng, đế thương lại có thể tốt nơi nào. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, đế thương rốt cục sợ hãi, hét lớn, người trẻ tuổi, ta nhận thua, ta không muốn nhục thân ngươi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm cũng đình chỉ công kích, kỳ thật, hắn cũng không phải là thực tốt nói chuyện như vậy, chỉ là hắn cảm thấy, liền như thế giết đế thương há không phải quá tiện nghi. Trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, hắn nghĩ như thế nào để đế thương chết khó coi một chút. Giờ khắc này, Tiêu Phàm trong nháy mắt thất thần, cũng liền lúc này, đế thương đột nhiên bộc phát ra khí thế cuồng bá. Ha ha, người trẻ tuổi, người dám đối với ta như thế, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Hét giận dữ một tiếng, đế thương đã xông vào não hải Tiêu Phàm, nói cho đúng là xuất hiện ở vị trí không gian đan điền Tiêu Phàm. Hắn cũng không phát hiện tính đặc thù thân thể Tiêu Phàm, dựa theo lẽ thường mà nói, Tiêu Phàm là khẳng định có hồn hải, nhưng mà Tiêu Phàm lại không có. Đế thương chỉ muốn diệt linh hồn Tiêu Phàm, sau đó chiếm cứ nhục thân Tiêu Phàm, như thế là hắn có thể rời đi nơi này. Nghĩ vậy, hắn không chút do dự hướng về linh hồn Tiêu Phàm đánh tới, hắn thấy tâm thần bản thân cường đại biết bao, Tiêu Phàm mặc dù nắm giữ công kích linh hồn nhưng giết chết hắn lại rất dễ dàng. Định, đột nhiên, hư không một tiếng quát nhẹ vang lên, một mảnh hồng sắc quang mang vương vãi xuống, trong nháy mắt bao phủ đế thương, trong phút chốc, đế thương phát hiện bản thân căn bản động đậy không được. Làm sao có thể, đế thương mắt trợn tròn, hắn ngẩng đầu nhìn huyết sắc châu tử phía xa, kinh hãi nói, tỏa hồn châu. Không có khả năng, tỏa hồn châu chỉ có thể khóa lại chiến hồn mà thôi, làm sao có thể khóa chặt linh hồn. Kỳ thật không chỉ hắn kinh ngạc, ngay cả Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc, hắn vốn chỉ là thử một lần, không nghĩ tới vậy mà thực thành công. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Hắn mặc dù không sợ ý thức đế thương, nhưng cũng không nghĩ tới nhẹ nhõm giải quyết như thế. Ngươi muốn để cho ta sống không bằng chết, tâm thần Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm trong tay, đi từng bước một hướng đế thương. Hô, đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ chém giết đế thương, một đạo hắc sắc lưu quang đột nhiên quỷ dị xuất hiện, cấp tốc phóng tới đế thương, tốc độ nhanh vô cùng, liền Tiêu Phàm đều không phản ứng tới. U Linh chiến hồn, Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới U Linh chiến hồn vậy mà sẽ chủ động công kích, đây còn là lần thứ nhất. Chỉ thấy U Linh chiến hồn hóa thành thân ảnh một đầu hồn thú to lớn, một mảnh đen kịt tản ra khí thế đáng sợ, nó hé ra mồm máu, một ngụm nuốt đế thương. Thí thần. Đế thương nhìn thấy U Linh chiến hồn, con người kịch liệt run rẩy, thân thể cũng hoàn toàn không nghe sai khiến, trong mắt trừ sợ hãi, không còn sắc thái gì khác. Đáng tiếc. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị U Linh chiến hồn một ngụm nuốt vào. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, lông mày vặn thành chữ xuyên, U Linh chiến hồn bá đạo hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, vậy mà trực tiếp nuốt linh hồn đế thương. Khiến Tiêu Phàm vui mừng là, hắn đối với U Linh chiến hồn vẫn có thể hoàn toàn khống chế, bằng không mà nói, Tiêu Phàm sẽ không đem đồ vật nguy hiểm như vậy lưu bên cạnh mình. Thí thần, không biết U Linh chiến hồn đến cùng là thứ gì? Tiêu Phàm nhíu mày nói, lần trước U Linh chiến hồn tan trong huyết mạch, hắn cũng nghe tới hai chữ này, chỉ là hắn không biết hai chữ này đến cùng đại biểu cho cái gì. Oanh, đột nhiên, thể nội một tiếng nổ vang đem Tiêu Phàm tỉnh lại, Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.